Hello, làm thi nha. Hello em. Anh lên trễ xíu. Mấy chị hồi sáng giờ anh mới ăn cơm xong luôn á. Sáng ăn ổ bánh mì lai từ sáng tới chiều. Mới ăn cơm xong luôn á. Thiên nhiên chào em. Tối nay anh lai dữ. Thanh chào Liên Lý nha, chào Cúc Vàng nè. Mấy chị chia sẻ like đông đông đi nha mấy chị. Vô đông đông đi để Thanh like một chút cái mấy chị kêu coi lại á. Đó, mấy chị vô đông đông đi ha. Vô đông đông đi rồi Thanh like nha mấy chị. Vi, Thanh chào Vi nè. Đây mấy chị ơi, cái xếp kẹp mấy chị. Xếp kẹp mà Thanh sale cho mấy chị 35 ngàn mấy chị. 35 ngàn. Đó, cái xếp kẹp này mấy chị Tết mình kẹp cho bé nhỏ mấy chị, cho con mình đó mấy chị. Đó, Thanh ngồi ở đây nó có bị chói đèn không mấy chị? Có bị chói đèn không? Đây cái xếp kẹp này Thanh sale cho mấy chị 35 ngàn một xếp thôi nha. 35 ngàn một xếp, chị nào lấy thì chút mình Thanh luôn xếp kẹp. Trong nhà mình có kẹp rồi. À, trong nhà mình có kẹp rồi, rồi con vô nhà chơi đi nha. À, rồi mẹ biết rồi. Đây xếp nè. À, xếp kẹp nè mấy chị. Màu hồng, màu cam, màu xanh. À, xanh dương. À, xếp kẹp Thanh sale cho mấy chị 35 ngàn nha. 35 ngàn chị nào lấy chút mình Thanh là xếp kẹp. Rồi bây giờ Thanh sẽ lên dép nha mấy chị. Lên dép cho mấy chị nha. Con đừng có ấy là ngã đồ của mẹ đó. Nha. Cái này màu xanh dương. À. Rồi cái đôi giày này mấy chị. Đây màu gì? Kêu anh hai sạc đi. Kêu anh hai sạc đi. Ghim vô sạc. Sạc rồi cái xong mở vô nó sẽ mở. Sạc nó đầy rồi mới coi chơi được. Rồi cái đôi này là size 37 đầu lai. Nữa. Đi vô nhà chưa? Đi vô nhà. Cái đôi này size 37 nè mấy chị. Size 37 nhưng mà chân bé 36 nha. 37 của bé chứ không phải 37 của người lớn nha mấy chị. Nha. Đôi này là chân bé của bé nha mấy chị. Lưu ý giùm Thanh là size 37 của bé chứ không phải là của người lớn đâu nha. Ở Thanh sale cho mấy chị đầu lai đôi này sale cho mấy chị 55 ngàn. Đôi này là 140 á mấy chị. Ở 140 Thanh sale cho mấy chị luôn. 55 ngàn. Đôi này là size 30. Size 30 đâu rồi? Lấy cái ca cho mẹ coi. Lấy cái ca cho mẹ. Sushi à. Lấy cái ca màu xanh đó, ca màu xanh cho mẹ Sushi. Ờ đúng rồi. Rồi con sạc cái điện thoại cho em đi. Rồi chị nào lấy chút âm thanh luôn ha, size 37. À, size 37 nha mấy chị. À, Thanh sale cho mấy chị đôi này 55 ngàn. Trời ơi mấy chị ơi, Tết mấy chị mua là cả 100 ngàn chứ không có vụ 35 ngàn đâu ha. Sale cho mấy chị có 35 ngàn thôi. Chị nào lấy chút tùm Thanh luôn ha. Đôi này là đầu lai Thanh sale cho mấy chị nè. 37 55k rồi. Ok Vi nè, 37 55 ngàn nè. Mở nhỏ nhỏ coi. Rồi Vi nè, 37 55 nè.
rồi. Một đôi thôi mấy chị, một đôi thôi nha. Rồi đôi này size 36, chị nào hơn thì trúng cái chân mình mang thì được mua giá rẻ nha mấy chị nha. Đôi này size 36 thanh sale cho mấy chị, đôi này 79.000. 79.000 mấy chị. Hoa Mai Nguyễn, Thanh chào Hoa Mai Nguyễn. Đây đôi này là 79.000 mấy chị, 79.000, chị nào lấy chốt chùm Thanh luôn ha. Cái này mà trúng ngay cái size chị nào mang vừa á nha, chị nào mà trúng ngay cái size của mình á thì mang đẹp nha mấy chị. Đôi này thanh sale cho mấy chị luôn, 79.000 size 36 nha. Đôi toàn là đôi trăm mấy không mấy chị, rẻ bèo gì cũng 130, 140, thanh sale cho mấy chị luôn 79.000. Đôi này size 36 mấy chị nha, 36. Thời điểm này mấy chị mua còn có 2 tháng nữa mấy chị, không tới 2 tháng đâu, 1 tháng mấy rồi mấy chị đó, là Tết rồi đó. Mấy chị mua thời điểm này thì đồ còn đẹp, chứ mấy chị để cận Tết mua là không có đẹp đâu. Chị nào lấy chốt giùm Thanh luôn ha, size 37, ý size 36 chứ lột, size 36. Size 36 79.000. Rồi size 35, Thanh còn 2 đôi nha. Còn 2 đôi 35 với 36. 79.000, mở cái tivi nhỏ nhỏ coi. Đó, chị nào lấy chốt giùm Thanh luôn ha, size 36, size 37, cái này Thanh còn 2 đôi, Thanh sale cho mấy chị luôn 79.000. À, chân số 40 coi hả, 36, 79, ok nè, lành thi nè. À, 40 coi, dạ. Rồi để em tìm số 40 cho chị. Mấy chị ơi, bữa nay có một mình Thanh nè. Bữa nay một mình Thanh chiến đấu mấy chị. À, mấy chị coi nè. Ồ, nhà Thanh mấy chị coi nè. Đó, không còn chỗ mấy chị, không còn chỗ nha. Nói chung là không còn chỗ luôn. Thanh like là Thanh ngồi trong kẹt Thanh like đó mấy chị. Đó, ngồi trong kẹt Thanh like á. Rồi. À, lành thi nè, ok lành thi nè. Rồi còn đôi size 37, 35 nha mấy chị. Còn một đôi size 35 nè, size 35 nha mấy chị ơi, 35. Đây. U chào, cái này nó đẹp nha mấy chị ô, cái này nó đẹp nha. Cái này là đẹp vô cùng luôn nè, thanh sale cho mấy chị đôi này. À, đôi này Thanh có size từ Thanh có size đồ coi xem nha coi. Cái này Thanh có size từ 36. 36 tới 39, 35 tới 39 mấy chị ơi, 35 tới 39 nha, Thanh sale luôn đôi này 79.000 cho mấy chị luôn. 79.000, Thanh có size từ 35 tới 39 nha mấy chị. Đôi này là 150 nè mấy chị. À, đôi này 150, Thanh sale cho mấy chị luôn 79.000. Còn size từ 35 tới size 39. Size 35 tới 39 mấy chị lên giùm Thanh luôn ha. 35 tới 39 79.000. Cục vàng nào lấy chốt giùm Thanh luôn. Hàng này là hàng mới Thanh bán Tết đó nha mấy chị. À, nhưng mà Thanh vẫn sale cho mấy chị luôn. Vẫn sale cho mấy chị. Sushi ơi. Lấy cái hộp cho mẹ coi con, cái hộp mà con xin mẹ á. Ngọc trai mấy chị, ngọc trai gót trong nè mấy chị, đế trong nha. À, 79.000 mấy chị không có cầm tiền. Đẹp đưa vô rồi. Đôi này. Đôi này là nói thiệt chứ mấy chị là không có, không có giá 79.000 đâu ha. Đó, Thanh có size từ 35 tới 39. Chị nào lấy size bao nhiêu thì kèm size kèm giá tiền nha, kèm size kèm giá tiền giùm Thanh luôn. Ngọc trai. À, ngọc trai size 35. Kệ nó đi, kệ mẹ nó đi, đóng nó lại. 35 tới 39 nha mấy chị, đôi ngọc trai nha. 79.000 luôn. Theo cho mấy chị 79.000 luôn. Chị nào lấy chốt giùm Thanh luôn, ngọc trai 39. 35 tới 39, có size 35 tới 39 nha mấy chị. Đó, đôi này Thanh sale cho mấy chị 79.000 luôn. Rồi Phượng Thu Bạch nè, 37 79k nè, ok cục vàng nè. Rồi vậy là Thanh có size 35 nha. Rồi ok Phương Phạm 35 79k nè. $39,000. Rồi vậy là Thanh còn 36, 38, 39. Ngọc trai có đen không? Rồi 39, 79 nè. Ngô Tiến Nhật nè, lên số điện thoại Ngô Tiến Nhật ơi. Có đen đợi chị Thanh lên từ từ nha. Rồi Thanh còn 36, 38 nha. Ngô Tiến Nhật lên số điện thoại giùm Thanh nha.
Ngọc Trai 37 79 Hoàng Bảo Võ. Ok. Nô tiếng Nhật lên số điện thoại dùm Thanh luôn nè. Đơn em là chị chốt rồi đó mà chị chưa có báo bill cho cưng á. Rồi 37 hả? 39 79 ủa 37. Thanh có 38 mà được không? Còn 38 nè. Còn 38 nha, còn 38. Cái gì? Ngô Tiến Nhật nè, lên số điện thoại Vĩnh Thanh luôn nè. 39 là 79k nè. Rồi Thanh hết 37 rồi. Hoàng Bảo Bỏ ơi, Thanh hết 37 rồi nha. Hoàng Bảo Bỏ ơi, 37 Thanh còn màu đen được không? Đây 37 Thanh còn màu đen được không? Rồi cái đôi này Thanh còn 38 với 36 mấy chị. 36 38 nha. Đơn của cưng là chị làm to rồi nhưng mà chị chưa có gửi, chị chưa có lu bu quá chị chưa có gửi được nữa. Đây Thanh còn size 36. 36 với 38 nha mấy chị, 36 với 38 79 ngàn. Mấy chị ơi đôi này đẹp dữ lắm mấy chị. Rất là đẹp luôn. Thanh còn 36 với 38 nha mấy chị, 36 với 38. Đây nè Phương Phạm ơi. Nè đôi này size 35 nữa nè cưng. À 79 ngàn. Tuyệt vời ông mặt trời luôn ha. À đôi này là size 35 79 ngàn. Hết size nha mấy chị ơi, hết size nha. Mấy cái này là lẻ size. Lẻ sai. Cái gì vậy? Hả? Đây đôi này là size 35. Size 35 79 ngàn nha. Size 35 đôi sụt nha mấy chị. Sụt 35 79 ngàn. Rồi lấy size 36 nha. Rồi Hoàng Bảo Võ nè. Một hồi là mẹ cho sushi ăn cay nè. Đương ý Phi và Thanh chào nha, Thanh chào mấy chị nha, chào mấy cục vàng nha. Rồi chào là... cục vàng nè. Ngô Tiến Nhật cho Thanh số điện thoại nha Ngô Tiến Nhật mẹ ơi. Mẹ này. Đừng để mẹ. Hai mẹ chứ. Đừng để mẹ bán đi ra. Vô anh hai cho ăn kem kìa. Rồi đôi này Thanh còn size 38, còn một con đôi nè, chị nào lấy 38 chốt giùm Thanh luôn ha. 38. Sushi ơi. Con vô con coi chơi với em không? Đây xe 38 còn một đôi nha mấy chị. Còn 38 chị nào lấy chốt cùng Thanh luôn. 38. Đây đôi này Thanh còn một đôi nha mấy chị. Xe 39 nè. Xe 39 Thanh còn một đôi mấy chị. À, Thanh sale cho mấy chị luôn. Quá trời đẹp mấy chị. Đôi này sale cho mấy chị 85 ngàn. 85 ngàn, size 39 nha. Đôi này là 160 nè mấy chị. 160 Thanh sale cho mấy chị còn 85 ngàn luôn. Size 39 chị nào lấy chút âm Thanh là 39, 85 ngàn. Rất là đẹp nha mấy chị. Cái này Thanh còn một đôi à. Thanh sale luôn 85 ngàn cho mấy chị luôn. À, đôi này là Thanh sale 85 ngàn cho mấy chị luôn. Đôi này hàng xịn đó mấy chị ơi. Đôi này 170 lận á. 170 lận á chứ không phải là 160 đâu. Đôi này là 170 á nha. Thì anh hai mở cái gì chổng kìa, anh hai mở cái gì chổng nè. Ăn kem lấy đi mẹ cho con lấy đó. Ở đôi này là size 39 nha mấy chị, size 39. Size 39 85 ngàn. Sushi ơi. Lại đây mẹ biểu ơi. Hai cái thùng á có mấy đôi giày màu đen á, con lấy lại cho mẹ coi. Nó chưa có đâu. Kệ nó đi. Rồi đôi này. Đôi này là size 39 luôn nè mấy chị. Mấy đôi giày màu đen á, cho ngay thùng mà lấy cho mẹ coi. Đôi này Thanh sale cho mấy chị lấy mấy đôi thôi. Con bưng nguyên thùng sao nổi mà con bưng nguyên thùng. Rồi đôi này Thanh sale cho mấy chị nè. Đôi này Thanh sale cho mấy chị 79 ngàn luôn. À 79 ngàn đó, đôi màu đen. Con kéo lại vậy sao nó đi vô. Lấy cho mẹ mấy đôi màu đen thôi. À, đôi này 79 ngàn, size 39 luôn rồi mấy chị. Size 39, 79 ngàn. Rồi lên giùm Thanh là 39, 79 nha. Thanh còn size 37 nữa nè. Đây Thanh có 2 đôi, còn 2 đôi nha. Sao chuỗi sao là gì? Sao chuỗi sao là chuỗi đeo tay á cưng. Chuỗi đeo tay á.
Rồi đôi này Thanh còn hai đôi nha, 37 với 39 nha mấy chị, 79 ngàn luôn. Chị nào lấy chốt mình Thanh luôn. Thôi con chim cho mẹ. Chào luôn Phạm. Rồi lấy mấy đôi thôi. Rồi được rồi. Rồi đôi này Thanh sale cho mấy chị luôn nè. Được rồi. Đây, trời ơi đôi này đẹp quá mấy chị ơi, đôi này mua cho con trai đeo được nha mấy chị. Cái đó là bằng chuỗi đó, bằng gỗ hay bằng gì á cưng ơi, nó chưa bằng cái gì á. Đây rồi, cái này Thanh sale cho mấy chị luôn, đôi giày nè. Đôi giày nè, size 37 của con nít nha mấy chị, chứ không phải người lớn nha. 37 của bé nha mấy chị, 37 của bé, sale cho mấy chị đôi này 55.000 luôn. 55.000 mấy chị nha. Chị nào lấy chốt cho giùm Thanh luôn. À, hello Hồng Yến, chào em yêu. Đây, đôi này Thanh sale cho mấy chị luôn, 55.000. Size 37 của bé. Lưu ý giùm Thanh là size 37 của bé chứ không phải của người lớn nha. Cái này là size 37 của bé. Rồi, Thanh sale cho mấy chị luôn, 55.000. Chị nào lấy chốt giùm Thanh luôn. Con trai. À, của con trai. Rồi, xuống vô nhà chơi đi, xuống dở quá. 37, chị nào lấy chốt giùm Thanh 37, 55. Cái đó là của bé nha mấy chị ơi, của bé nha, chứ không phải của người lớn nha mấy chị. Đừng có la làng Susie ơi. Dạ. Con mở tivi cho em coi không? Trời, vô lấy điện thoại vô. Rồi Nguyễn Tấn, à, Nguyễn Phát Lợi nè, bé bé trai 55k nè, ok Nguyễn Phát Lợi nè. Mấy đôi giày này mấy chị mua Tết cho bé mang là được rồi đó mấy chị. À, Thảo Trần ơi, Thanh đọc sai đó, giờ không biết mấy tuổi, tại con nít nó đâu có chuẩn sai, nó đâu có phải như quần áo đâu. Nó đâu có như quần áo đâu. Chị ơi, sao em không thấy ai chốt đơn tiền xu? Vậy hả? Vậy là chắc để chị hỏi lại coi. À, hay là gọi cho cưng không được. Đây. Đây đôi này. Lấy điện thoại đi, lấy điện thoại đi. Điện thoại mẹ hả? Ừ. Nè điện thoại nè. Điện thoại hả? Điện thoại này mắt chai hả? Nè, ngồi vô nhà đi. Đi vô nhà đi. Rồi đôi này 79.000 mấy chị. 79.000 nha. Đây đôi này là 120.000. Rồi con ra trước con đưa mẹ nha. Ok. Nè đôi này 79.000. Dép có size mấy chị? Đây cái này là đủ size nha. Cái này Thanh có đủ size từ 35 tới 39. Hello Liễu, cục vàng. Cái mớ áo khoác riêng chị chưa gửi cho cưng nữa. Xuồng quay hậu chị có nha, xuồng quay hậu đợi xíu chị sẽ lên liền. Đôi này Thanh sale cho mấy chị luôn, 79.000 mấy chị, size từ 35 tới 39 mấy chị. Nha, size từ 35 tới 39, chị nào lấy chốt cùng Thanh luôn. Ngọc trai màu đen. Nè đẹp chưa? Size từ 35 tới 39, chị nào lấy chốt cùng Thanh, size kèm giá tiền, kèm số điện thoại. Size kèm giá tiền, kèm số điện thoại giùm Thanh luôn ha. Ngọc trai đen, size từ 35 tới 39 mấy chị, 79.000 cho mấy chị luôn. Rồi có đủ size luôn nè mấy chị. Còn đủ size cho mấy chị luôn, sale cho mấy chị 79.000. Cái vòng này hả? Cái vòng này để gì cho? Trời ơi trời, nó ra nó làm phiền. Đây vòng nè. Đó, vòng này nói chung là nó bằng gỗ. Đó, Thanh sale 3 sợi 50 ngàn. Đây cái đôi này màu đen, hồi nãy ai hỏi nè, nhớ hồi nãy ai hỏi đôi này có màu đen không nè. Đó, 79.000 mấy chị. Rồi Hồng Yến nè, ok nè, 37, 79 ok cục vàng nè. Mấy đôi này là bán này, bán chơi chơi cho mấy chị, chứ mấy đôi này là hầu như là một đôi lôi Thanh lời có 2.000 bạc thôi mấy chị. Đó, Thanh lời có 2.000 bạc thôi. Lợi ít nhưng mà đi được số lượng nhiều mấy chị. Một ngày Thanh đi được nhiều số lượng nhiều, cho nên là bán rẻ cho mấy chị cho mau hết. Rồi vậy là Thanh hết 37, Thanh còn từ 35 tới 39 mà hết 37 nha mấy chị. Đó, chị nào lấy chốt cùng Thanh luôn nha. Mua hai đôi, lấy em 3 vòng, ok em. Vòng này là 50.000 là 3 cái, 50.000 3 cái nha. Áo jean chị chưa đi nữa cưng ơi. Áo jean chị chưa đi nữa nè.
áo jean của cưng chị chưa có đi luôn á. Rồi 3 vòng 50 nè, ok em nè. Lính nó về hết trơn, mấy chị bữa nay lính nó xin nghỉ rồi cho về hết trơn rồi. Có mình thôi nè. Rồi đôi này, đôi đen này có chị nào lấy nữa không? 33 size 35, 36, 38, 39, 35, 36, 38, 39 nha mấy chị, 79 ngàn đó. Chị nào lấy chốt Kim Thanh luôn ha, 35, 36, 38, 39, size 37 là hết. Thanh sale cho mấy chị luôn, 79 ngàn, 79 ngàn. Cục vàng nào lấy chốt Kim Thanh luôn ha, 79 ngàn. Cái đôi màu bò, cái đôi màu bò Thanh còn size 38 nha mấy chị. Đôi màu bò còn size 38 với size 39 nè. Màu bò còn 38 với 39, chị nào lấy chút âm thanh luôn ha, màu bò 38 39. Rồi tiếp đôi này Thanh sale cho mấy chị luôn, 49 ngàn. Đôi này còn một đôi nè, xả của khách nè, có một đôi Thanh không có đi đơn được cho nên là Thanh xả của khách. Đó, đôi này Thanh sale cho mấy chị luôn nè. 49.000, 49.000, đôi này size 37, đôi xuồng nha mấy chị. Đó, đôi xuồng size 37, 49.000, chị nào lấy chốt Kim Thanh luôn á, 37, 49, 37, 49.000. Rồi, cục vàng nào lấy chốt Kim Thanh, mấy chị thấy có sáng không mấy chị hay là tối? Tại bữa nay Thanh ngồi trong kẹt đó cho nên là nó cái ánh sáng nó không đủ. Ánh sáng nó không đủ nên hơi tối. Rồi, size 37 nè. Quay hậu cao gót hả? 37, 49 ngàn nha, đôi xuồng, quay hậu cao gót. Đã có, nhưng mà Thanh lên từ từ, đợi Thanh lên từ từ nha. Mấy cục vàng đừng có nôn nóng. Từ từ Thanh sẽ lên tới liền. Có kẹp không chị? Có nha, có kẹp nha cưng. Lấy cho em luôn đi. Lấy cho em luôn đi là cưng lấy cái gì? Lấy cái gì à, Yến? Lấy gì cục vàng? Đây đôi này còn hai đôi. Cái này còn hai đôi mấy chị. Giao tiên bò 39 là cái gì? Cái đôi quay, cái đôi xuồng này là 49 ngàn nha, đôi xuồng 49 lên giùm Thanh là mã xuồng 49. Rồi đôi này size 36 mấy chị. Đây size 36 79 ngàn. Thanh còn hai đôi 35, 36. Rồi 37, 49 ok em. Nguyên một vỏ túi luôn rồi mấy chị, nguyên một vỏ túi đẹp đẹp không luôn. Trời ơi mấy chị ơi, đừng có xuống like uổng lắm nha. Đừng có xuống like uổng dữ lắm luôn. Đôi này Thanh còn hai đôi 35, 36 mấy chị. 35, 36 Thanh sale cho mấy chị đôi này 79 ngàn. 79 ngàn, 79 ngàn, còn 35, 36 mấy chị, 35, 36 còn hai đôi. Chị nào lấy chốt giùm Thanh luôn ha. Rồi đôi đen, mấy chị lên giùm Thanh là đen 35, 36 nha, kèm size, kèm giá tiền giùm Thanh luôn ha. Đây đôi này 3, 36 nè, đôi này 35 nè. 79 ngàn, mấy đôi này là thành đôi trăm mấy hết, đa số mấy cái này là trăm mấy lên chân kệ mấy chị, còn lẻ size mình bán rẻ cho mấy chị luôn á. Rồi đây đôi này. Đôi này còn có một đôi thôi. Đây đôi này còn có một đôi size 36 mấy chị. Đẹp chưa mấy chị ơi, trời ơi nhức nách với đôi này luôn. Size 36 79 ngàn luôn mấy chị. Mấy đôi này không ai bán cho mấy chị 79 ngàn đâu nha mấy chị. Nha, đó, đẹp nhất hồn luôn mấy chị. 79 ngàn size 36, chị nào lấy chốt âm thanh luôn, 36, 79 lên giùm Thanh là mã 36, size 36, 79 ngàn, màu trắng mấy chị. Sụt trắng 36, 79 ngàn. Sụt trắng size 36, 79 ngàn mấy chị. Bây giờ lẻ size Thanh không biết là nó có 38 hay không. Cái này là hàng lẻ size nha, hàng lẻ size nha mấy chị. Thanh lên cái nào mấy chị coi cái nào chúng hay ý mấy chị á, mấy chị mua ha. Chứ giờ Thanh không có biết là nó còn sai hay là nó hết sai. Thanh không biết là cái nào còn cái nào hết luôn á.
Đây cái đôi sụt cao gót nè. Sụt cao gót này cũng size 36 mấy chị. Đây sụt cao gót nè. Sụt cao gót size 36 luôn, 79.000 luôn mấy chị. Nha, 79.000 sụt cao gót màu trắng size 36. Sụt 36 79 luôn mấy chị. Sụt cao gót, còn hồi nãy là sụt đó là sụt sụt thấp nha. À, dép trắng 79k size size 36. Ok Nguyễn Thị Hạnh nè. Thanh nói nghe mấy chị nghe nè, mấy cái này là hàng đa số là hàng trăm mấy hết nha mấy chị. Đa số đều là hàng một trăm mấy hết, không có hàng rẻ đâu. Đôi này là size 36 gót cao mấy chị. Cái này là gót cao khoảng 6 phân, 5, 6 phân đó mấy chị. Ở đôi này Thanh cũng size 36, 79.000 luôn. Ở chị nào lấy chốt anh Thanh luôn. Đây Thanh có size 35 nữa nè. Ở có size 35 nữa nè mấy chị. Size 35 nha. Này mấy chị thấy cái chữ gì không? Đó, ăn tiền là cái chữ này nè. Ở 79.000 luôn nha, size 35. Thanh có size 35 nữa nha mấy chị, size 35. Rồi hồi nãy chị nào hỏi quay hậu nè. Quay hậu nè mấy chị, quay hậu nha. Quay hậu Thanh cũng theo cho mấy chị. Đơn hồi chưa gọi chốt chưa? Nếu mà gọi là chốt rồi đó Tiên ơi. Nếu mà gọi là chốt rồi đó. Đây rồi, đôi này quay hậu size 37 cũng 79.000 cho mấy chị luôn. À, đôi này là đôi quay hậu mấy chị. Hậu mấy chị lên âm thanh là hậu size 37 nè. Sụt có 39 không? Không, hàng lẻ size mấy chị ơi, hàng lẻ size còn gì Thanh lấy đó mấy chị nha. Hậu Thanh còn 35, 37, 38. Quay hậu Thanh có 35, 37, 38 mấy chị. Đây, 79.000 luôn. Hậu quay hậu nè, 35, 37, 38. Chị nào mang trúng size nào thì mấy chị chốt nha. Size 35, 37, 38. Còn 3 size mấy chị. Thanh, đôi này Thanh còn 3 size, 35, 37, 38. 79.000. Mấy chị lên giùm Thanh luôn ha. Quay hậu lên giùm Thanh là quay hậu size kèm giá tiền nha mấy chị, size kèm giá tiền. Quay hậu size 37, 35, 37, 38 nha, đôi quay hậu. Chị nào lấy chốt giùm Thanh luôn, hậu 35, 37, 38 nha mấy chị. Không còn 3 size này. Cũng mới giá 79.000 cho mấy chị luôn. Rồi mấy chị lấy thì chốt giùm Thanh là quay hậu mấy chị. Hậu nha, hậu. Rồi đôi này Thanh sale cho mấy chị 35.000 luôn nè. Ủa 39.000 cái lột, 39.000. Rồi giao tiên nè, hậu nè, 38, 79k nè. Rồi 38, 79 giao tiên nè. Rồi đôi này 38, 79 ok Nhi luôn nè. Rồi đôi này Thanh sale cho mấy chị 39.000 mấy chị. 39.000 đôi này Thanh có 37, 38, 39. Còn 3 size 37, 38, 39 mấy chị. Sale cho mấy chị đôi này 39.000 mấy chị. 39.000 chị nào lấy chốt âm thanh luôn. À, đôi màu đen nè. 37, 38, 39 còn 3 size mấy chị nha. Sale cho mấy chị đôi này 39.000. Chị nào lấy chốt âm thanh luôn ha. Size kèm giá tiền. 37, 38, 39, 39.000 luôn. Rồi lên mình thanh luôn nha, 37, 38, 39, 39k. Em đặt đồ 5 ngày rồi. Ủa nhân viên chị chưa chốt đơn cho cương sao? Bữa nay là chốt đơn rồi đó. 5 ngày mà có nhiều khi gọi, nhiều gọi không được á. Nhiều khi gọi không được á. Chị chào Hậu Nam nha. Mấy cục vàng chia sẻ like dùm Thanh đi mấy cục vàng nha. Rồi đôi này quay hậu màu đen rồi mấy chị. Anh Phan ơi, quay hậu 38, 38 Thanh hết rồi. Anh còn 37 với 35 thôi, hết 38 rồi nha. Rồi đôi màu đen này mấy chị. Đôi màu đen Thanh còn 3, đây màu 8, 38 màu đen được không Anh Phan ơi? Đây đôi quay hậu 38 Thanh còn màu đen được không? 79.000. Ồ đẹp mấy chị. Đây. À, đôi này đẹp chưa mấy chị ơi, quá đẹp, 79.000 mấy chị. Đôi này Thanh có size 35, 36, 35, 36, 38 mấy chị.
35, 36, 38 quay hậu mấy chị ơi. Đó, đôi 150 nè mấy chị, 140, 150 không mà tên sale cho mấy chị 79.000 giảm cho mấy chị 60-70% luôn á. Rồi đôi đen này size 38 nè, Ánh Phan lấy không? Ánh Phan lấy cái đôi này không? Ánh Phan ơi, size 38 nè, màu đen. Màu đen đang còn size 35, 36, 38 nha mấy chị. Nha. Chị nào nhanh tay thì còn. Rồi ok, Ngân Nguyễn lấy luôn rồi. 38 đen nè, 79.000. Ồ, đôi dép 79.000 mấy chị suy nghĩ gì không biết, mua cỡ chục đôi mua mang tới mùng 10 luôn mấy chị. Rồi đen 37 hả? Đen chỉ có 36 à, đen có 35 với 36 thôi. Rồi Giao Tiên nè, quay hậu 36 nè, lấy màu đen hay màu trắng nè Giao Tiên ơi. Đen chị hết 37 rồi cục vàng ơi. Đen chị hết 37 rồi. Giao Tiên ơi, lấy ba màu đen hay là màu trắng nè Giao Tiên ơi. Quay hậu đen size 35, ok Thi Hồ nè. Rồi đen nè, Giao Tiên nè. Rồi vậy là cái đôi đen này hết nha. Đôi đen hết rồi mấy chị. Ai gọi cho mẹ vậy? Thôi khỏi đi, sạc lại cho mẹ đi. Thôi để đây mẹ sạc ở đây nè. Em mấy đơn mới chốt hai đôi nha, ít trước Kim Thanh hai đôi mấy chị, một đôi Thanh cũng chốt nhưng mà có cái là một đôi mấy chị phí tiền ship lắm mấy chị ơi. Đi hai đôi đi cho nó. Rồi cái đôi này Thanh còn màu trắng nè mấy chị, đây còn màu trắng nè mấy chị, màu trắng nè, 37 hết rồi Mai Trần ơi. Đây đôi màu trắng Thanh còn 35 với 37 mấy chị đó. Đôi màu trắng quay hậu Thanh còn 35 với 37 nha, còn 35 với 37 79.000. Chị nào lấy chốt Kim Thanh luôn ha. 35 với 37 trắng nha mấy chị. Hậu hậu trắng 35 37. Có nha Cúc Tô ơi, 35 với 37 nha, 79.000 luôn. Mai Trần ơi. Rồi trắng 37 nè, ok Lân Nguyên Châu nè. Rồi vậy là Thanh còn 35 thôi. Thanh còn 35 thôi nha, hết 37 rồi. Hậu trắng này Thanh còn size 35 thôi. Đây, cái này đẹp quá mấy chị ơi, đẹp quá đẹp luôn. Cái này Thanh còn có hai đôi thôi mấy chị, cái này còn hai đôi thôi nè, 79.000 mấy chị. Tôi Thanh có size 35 với size 37, quá trời đẹp luôn, màu bò mấy chị. Shop ở Cần Thơ nha, shop ở Cần Thơ nha mấy cục vàng. Đây trời ơi, muốn xỉu mấy chị, muốn xỉu luôn. Còn đồ bé trai không mà bé trai tối nay chị chỉ lai dép thôi, dép với túi sách thôi. Túi sách đẹp nhất hồn luôn mấy chị, một vỏ bự trảng Thanh đang để kìa. Đây, rồi đôi này Thanh còn 35 với 37, 79.000 mấy chị. 35, 37, 79.000. Đôi màu nâu mấy chị, màu nâu, màu bò gì nè. Đó, Thanh sale cho mấy chị 79.000. 37 bò rồi, ok Hồng Yến nè. Bò 37 hết rồi Mai Trần ơi. Có bốt 390 không nha. Bốt 39 Thanh hết. Rồi cái này Thanh còn 35 mấy chị. Cái này Thanh còn size 35 nha. Mai Trần chờ chút sau rồi. Để Thanh coi thử đây, Thanh còn 37 không? Để Thanh coi thử còn 37 không nha. Còn đôi 35 mấy chị, còn một đôi size 35 nè. Còn một đôi size 35, chị nào lấy chốt Kim Thanh luôn nha. Một đôi chốt cho chị. Dạ một đôi em vẫn chốt chị. Tiền ship là 35.000 nha chị yêu ơi. Một đôi vẫn chốt nha mấy chị, một đôi vẫn chốt nha. Túi vẫn là chị sale vẫn là 39.000. Đây đôi màu đen size 38 mấy chị. À đôi màu đen size 38 u là mèn. Đôi màu đen này Thanh có size 35, 35 36 38 nha mấy chị. 35 36 38 79.000 luôn mấy chị. Bò 35 rồi, ok nè, bò 35 Hoàng Thanh nè. 79.000 một đôi mấy chị. Rồi đôi màu bò 35 nè, size 35 nè, Hoàng Thanh nè.
đen 38 ok giao tiên nè. Đôi này thanh còn 35-36 mấy chị, 35-36 nha. Đen 38 thanh hết rồi. Đen 38 nó giao tiên rồi, hết rồi Long ơi. Cái đôi đen này thanh còn 35-36 nha. Đôi đen thanh còn 35-36, 79 ngàn mấy chị, 79 ngàn. Rồi đôi này size 39 nè. Có dép kẹp không? Có nha Linh Nguyễn, đợi chị xíu nha. Kẹp có nha, đôi này size 39, 79 ngàn luôn mấy chị. Size 39, size 39 nha. Size 39 đôi này thanh có size 35 với 39 mấy chị. Đôi này thanh có size 35 với 39, còn hai đôi. Còn hai đôi nha, 35 với 39, chị nào lấy chốt âm thanh luôn. 35 và 39 nha. Chị nào lấy chốt âm thanh luôn, 35 và 39. Rồi cái đôi này Ngô Tiến Nhật nè, không có cho số điện thoại thanh xã nha mấy chị. Thanh là không có chị nào mà không cho số điện thoại. 35 nè chị, sục 35 nè chị, cúc tô. Đây đôi này size 35 nè chị. Đó, đôi này size 35 nè. Rồi mấy chị đôi này size 39, 79 ngàn nè. Chị ơi để cho người ta đi chị. Size 37. Thôi chốt rồi em ơi, chị quăng ra rồi. Rồi size 35 nè, lấy size 35 chị cúc tô lên giùm em đi. Đen size 36 Mai Trần nè. Mai Trần đen 36, 79 ngàn nè. Chị cúc tô lên giùm em. Lên giùm em là 35, 79 ngàn đi chị. Mai Trần ơi, Mai Trần lên số điện thoại giùm Thanh đi Mai Trần. Chị cúc tô lên số điện thoại giùm em luôn nha. Chị cúc tô lên số điện thoại giùm em nè, size 35 nè. Size 35, 79 ngàn nè. Sục 39 nè, Nhã Kỳ lên số điện thoại giùm Thanh luôn ha. 79 ngàn mấy chị. Lên số điện thoại giùm em luôn nha chị cúc tô ơi. Thanh xin số điện thoại là mấy chị biết tại sao không? Tại vì cái phần mềm của Thanh nó bị lỗi rồi. Cái phần mềm bị lỗi cho nên là Thanh xin số điện thoại để chốt đơn để nhớ cái số đó mấy chị. Rồi Nhã Kỳ nè, bảy sục 39, 79 ngàn lên số điện thoại giùm Thanh luôn cục vàng ơi. Đó, cục vàng nào Thanh xin số điện thoại thì cho Thanh đi mấy cục vàng. Sục có 37 không hả? Sục 37 không anh Thanh, không biết còn 37 không nữa nè. Em không biết còn 37 không nữa nè. Đây còn ba đôi 35 màu trắng nữa nè. Ngân Nguyễn à. À Ngân Nguyễn này khỏi đi, trời ơi Ngân Nguyễn ơi em là quá rồi. Rồi sục 35 nè, giờ cúc tô rồi, cảm ơn chị nè. Đó, mấy chị cho Thanh số điện thoại để Thanh, rồi Thanh cảm ơn Mai Trần luôn nè. Đó, cái phần mềm nó bị lỗi rồi mấy chị, nó bị lỗi cho nên là Thanh xin số điện thoại á. Rồi Thanh cảm ơn Nhã Kỳ luôn nè. Đó, mình mua dép rẻ mà mình không có cho số điện thoại á, mình không có cho thông tin đó. Còn quần đen, còn nghe quần đen nhưng mà cái lưng nó không có chữ. Quần đen lưng nó không có chữ nghe Ngờ ơi. Quần đen trơn luôn á. Trời ơi cái vải nó đẹp lắm cưng ơi. Chiếc này cái lô quần nó đẹp nhất đách luôn. Rồi đôi này size 39 mấy chị, size 39, 79 ngàn luôn. 39, 79 chị nào lấy chốt âm thanh luôn ha. Size 39, 79 ngàn. Màu này màu bò, đôi này cái chị kia không có cho. Linh Nguyễn, Thanh thấy Linh Nguyễn nha. Chị kia không có cho số điện thoại lên xã luôn. Rồi 39, 79 ngàn lên giùm Thanh luôn. Size 39, 79k. 39, 79 ngàn mấy chị. Kẹp đợi Thanh với mấy chị, Thanh lên từ từ mấy chị. Rồi đôi này màu trắng size 35 nữa nè mấy chị. Size 35, sục 35, 79 ngàn luôn. Sục 35, Thanh còn hai đôi 35 với 36. Đừng có viền hai bên, đúng rồi trơn luôn, không có viền hai bên. Vải đẹp lắm, bảo đảm cưng cái vải này cưng nhìn là cưng mê liền. Đó, đôi này size 35, 36 mấy chị sục nha. Sục trắng 35, 36, canh Thanh còn hai đôi 79 ngàn luôn. Mấy chị lên giùm Thanh là mã sục trắng 35 và 36 nha mấy chị, còn hai đôi. Bộ thể thao nam 55k cái gì? À, bộ thể thao 55k cưng lấy ha. Cưng lấy hả? Có nha, có cưng lấy mấy bộ. Lấy mấy bộ nè để chị Mai chị lấy cho. Rồi, đôi này size 38. Không, cái đó nó không có size cưng. Mấy cái quần đó là không có size. Trời ơi trời mấy chị ơi, muốn xỉu mấy chị. 79 ngàn mấy chị, đôi này size 38. Size 39. Size 36, 689 mấy chị ơi, 689 nè. Sục 35, 79, Duy Thảo lên số điện thoại giùm Thanh luôn, Duy Thảo ơi. Lên số điện thoại giùm Thanh luôn cục vàng ơi.
Sụt 3579 nè, lên số điện thoại giùm Thanh luôn. 39 bò này Trương Thu lên số điện thoại giùm Thanh luôn. Rồi chị nào Thanh xin số điện thoại thì cho Thanh đi mấy chị nha. Rồi 39 nè, 39 79 nè, Trương Thu nè lên số điện thoại giùm em luôn nè chị. Đó, mấy chị nào mà Thanh xin số điện thoại mấy chị vui lòng cho Thanh số điện thoại nha mấy chị. Nha, cho Thanh số điện thoại để Thanh chốt đơn nha mấy chị ơi. Có bán đai mặt đầm có nha. 55kg màu tối á chị, rồi cưng lấy mấy bộ nè. Cưng lấy mấy bộ để mai chị lấy cho Quỳnh Giao ơi. Rồi cái đôi này màu bò nè. Rồi cảm ơn Duy Thảo nè. Đó, mấy chị cho Thanh số điện thoại để Thanh chốt đơn đó mấy chị nha. Thanh chốt đơn cho nó dễ nha mấy chị. Chứ mình mua được giá rẻ mà mình không cho số điện thoại là không có chốt đơn được. Rồi còn một đôi này của chị Trương Thu nè, lên số điện thoại giùm em đi cục vàng ơi. Nha, lên số điện thoại giùm em đi tình yêu ơi. Rồi đôi này Thanh còn size 38 với 36, 36, 38 mấy chị. À đai, đai mặt đầm hả, đai mặt đầm là 25.000. Đây, có luôn, nằm ở đây luôn. Đai mặt đầm là 25.000. Mấy người 65kg vừa, 65kg vừa đó cục vàng ơi. 65kg vừa đó. Đây cái đai nè, đai mặt đầm nè. Đai này là đai nịch cái đây nè. Đó mấy chị thấy không? 25.000, 25.000 nịch cái cho mấy chị coi chơi nè. Đó, muốn cái gì là Thanh đáp ứng cái đó mấy chị. Nhưng mà tại nó nằm sát bên Thanh, Thanh mới lấy được, chứ còn mà lấy mấy cái khác là Thanh không lấy được nha mấy chị. Đó, đai mặt đầm 25.000, 25.000. Đó, đai mặt đầm đó chị. Đai có mấy hình, đai hình như có hai hình đó gì à. Đó, cưng lấy mấy hình đi. À, đai 25 lon Nguyên Châu nè. Cái đôi này Thanh hết sụt trắng còn không? Sụt trắng Thanh còn đôi 36 nha. À, chị ơi đơn của em đi đi rồi nha cục vàng ơi. Đạt Nguyên ơi size 39 75k Thanh hết rồi. Size 39 hết rồi, đai nè 25 nè, cô hai miền Tây nè, có xem quần tây được không? Quần tây không có lên được chị ơi. Quần tây lấy đủ hình rồi ok em. Rồi đai nè Thanh sale cho mấy chị có 25.000 mấy chị, đai 25.000 nha. Rồi cái đôi này Thanh còn size 38 mấy chị, còn size 38 với 36. Sụt quá, sụt Thanh còn. Chị gì nè, chị Trương Thu này, chị cho em số điện thoại chị ơi, không cho là em nhường lại cho, em nhường lại cho Đát Nguyên nha. Đát Nguyên ơi, cái đôi này là 79.000 chứ không phải 75.000 nha. Đây mặt đầm có mẫu khác không? Có mẫu này thôi nhưng mà nó nhiều hình. Có sụt đen size 39 không? Sụt đen 39 Thanh hết rồi. Đây 25 ok Phạm Nga nè. Khi nào về hả chị cũng không biết nữa nè, giờ Tết rồi trên đây cận lắm. Một đôi là 79.000 nè. 79.000 một đôi, 79.000 một đôi nha. Cái đôi dép này cái gót nó đẹp lắm mấy chị. Đó, 79.000 màu bò nè, size 38 với size 36. Size 36 với size 38 nha mấy chị, 36 38 đâu rồi. Còn 36 rồi mấy chị, hết 38 rồi. Ủa còn 38 rồi, hết 36 rồi. Còn 38 à. Cái này hết 36 rồi nha mấy chị, còn có một đôi một nè. Còn có một đôi một size này, size 38 nha mấy chị, size 38. Chị nào lấy chốt âm thanh luôn, 38. Đây 25 ok Yến nè. Cho em coi bộ thể thao. Trời ơi bây giờ có một mình chị làm sao chị lấy được. Có một mình chị à, không có lấy được đâu. Đây mấy chị lấy mỗi người 2 mẫu đi. Nó có 2 mẫu thôi mấy chị. Đây đây đang có 2 mẫu thôi. Đây đang có chữ với bông thôi mấy chị ơi. Đây đây đang có chữ với bông thôi. Đó, mỗi người lấy 2 cái đi. Mỗi người lấy 2 cái đi mấy chị. Đó, một cái có 25.000 thôi, 2 cái. Cái Thanh đang đeo là chữ. Chữ với bông thôi. Đó có 25.000 rẻ bèo luôn. À, lấy em mỗi mẫu 3 cái hả? Mà lấy ra đừng có xả nha cục vàng. Chị sợ cưng cái nạn xả. Chị sợ cưng cái nạn xả ra xả vô. Đai bông nè, Trần Kiều Diễm nè. Em 2 cái rồi, ok Ngân Nguyễn 2 cái nè. À, mũi chích con à, Yến Ngọc 2 cái nè.
Rồi chị nào lấy nữa chốt giùm Thanh luôn ha. Chị nào lấy nữa chốt giùm Thanh luôn. Có lính nó xài nó đã rồi, không có lính nó làm một mình mệt thấy mẹ luôn vậy á. Được kiểm tra hàng, trời ơi kiểm tra thoải mái, mà muốn coi muốn gì cũng được chứ, thoải mái nha, kiểm tra hàng thoải mái. Rồi bông nè Phương Phạm nè, lấy một cái bông với cái gì, bông với một sục size 39 nha, sục size 39 là Thanh hết nha. À, đẹp thì em hút hết luôn. Cái gì? Đây đây đang còn nhiêu đây thôi. Đây còn nhiêu đây thôi là hết rồi nha mấy chị. Alo. Ừ. Nhiều em muốn lấy nhiều. Thì bây giờ chị like em cũng thấy rồi chứ chị không có thời gian chụp đâu nha. Vậy hả? Rồi thôi để chị quay video cho nha. Mẹ con giấy kem. Ok rồi lấy đi, vô lấy đi. À, lên ghe cục tóc đi chị. Ừ Thanh làm. Lấy hai cái hai kiểu rồi hộp mai đợi Thanh xíu nha. À, chị có bán núm vú cho bé ngậm không? Núm vú cho bé ngậm chị có mà giờ chị lấy không được. À, có tẩy trang không? Có, cái gì cũng có hết mấy chị ơi, từ từ. Bữa nay có một mình thôi à. Có một mình thôi. Để coi một cái gì một lấy em một cái bông. À. À, một cái bông nè. Đó, trời ơi trời mấy chị ơi có một mình nè, à. Sục size 39 hả? À. Sục size 39 hết rồi. À đai bông để Thanh coi đai bông còn không nha. Đây đai bông nè. À tẩy trang cái gì cũng có hết mấy chị ơi. Rồi Phương Phạm nè. Đó, từ từ có mình Thanh nè mấy chị, hộp mai hai đai hai kiểu nè. Đó, hai đai hai kiểu hộp mai nè. Đó, mấy chị có 25 ngàn thôi mấy chị. Rẻ bèo luôn mấy chị. Túi sách đem ơi, trời ơi chị ơi, đợi từ từ đem lên từ từ mấy chị. Ờ, sắp kem rồi vô chổng chơi. Ủa ba về chưa? À, một đai nịt nè, ok, cục vàng nè. Ủa cái đai chữ này nó đẹp muốn chết luôn, 25 ngàn rồi mấy cục vàng ơi. Đai có 25 ngàn một cái thôi. Có 25 ngàn một cái thôi, đai bông nè. Tẩy trang Thanh có luôn nha mấy chị, tẩy trang Thanh có luôn nha. Đây, đó, rất là đẹp luôn, đai bông nè. À, Lê Cẩm Bình nè, lên số điện thoại luôn, hai đai hai kiểu lên số điện thoại nè. Đai nè, ok, là trọng sang nè. Lê Cẩm Bình lên số điện thoại giùm em đi chị nha. À, cái nón lá sau lưng chị, cái nón lá đó nó te tua. Có bán không hả? Cái nón lá đó nó te tua rồi, bán cái gì? Rồi hai đây nè, ok Nguyễn Kiệt nè. Rồi Thanh cảm ơn Cẩm Bình nè. Đâu rồi? Đây Cẩm Bình nè, hai đây nè. Ước gì em ở gần chị hả? Lấy thêm hai cái nữa. Rồi ok Yến nè. Trời ước gì em ở gần chị là đã luôn ha. Vô luôn ha. Rồi Yến là thêm hai đai nữa nè. Bộ chị mặc 60 kg, cái chị mặc là cái áo đầm á cưng. Chị mặc là cái áo đầm á.
nha. Chị đang mặc là cái áo đầm á, cục vàng xanh mặc với quần sọt á, thấy nó độc lạ. Trời, cái nón lá nó gách te tua rồi, của ông Cảnh đó, của ông Cảnh đó. Lấy đủ hình đai rồi, lon chị lấy cho cưng đủ hình đai rồi đó. Nguyễn Kiệt gì nè, hai cái nè, hai cái hai kiểu nè. Đai này là hết luôn á mấy chị. Rồi Thu nè. Mẹ sức dầu con đi. Xí ơi, sức dầu cho em đi con. Mẹ vô lấy điện thoại đi, lấy điện thoại đi. Còn ai chưa có đai nữa ta rồi mấy chị ơi, còn nhiêu đây là hết rồi. Con đi. Lấy thêm hai đai hai kiểu nữa hả? Lấy em bốn cái khác nhau, bốn cái là hai kiểu đó cưng ơi. Rồi lấy thêm hộp mai hai đai nữa nè. Bốn cái là hai kiểu đó cưng ơi, chứ chị không có nhiều kiểu, chị có hai kiểu thôi. Chị có hai kiểu thôi nha. Rồi bây giờ còn đai chữ mấy chị. Bây giờ còn đai chữ thôi nha. Đó, còn đai chữ thôi. Rồi hết rồi mấy chị, còn đai chữ thôi à. Lên kẹp em ơi hả? Giờ em đang lên đây chị ơi, đợi em xíu chị. Trời ơi mấy chị ơi, cái gì em cũng muốn bán lên ba đầu sáu tay, em làm không kịp mấy cục vàng. Đây, đôi. Kẹp này đang còn hai đôi nè. Lấy hai đai rồi, ok, hai đai nha. Phạm Nga nè. Em làm tình hình là em làm không có kịp đó mấy chị. Em làm không kịp có mình Thanh thôi. Bữa nay đúng ra nghỉ mà lính nó nghỉ, bữa nay Thanh cũng nghỉ. Nhưng mà thôi buồn quá, buồn tình quá, like luôn. Đây đôi này size 39 mấy chị. Sell cho mấy chị 39 ngàn luôn. 39 đôi kẹp này size 39, 39 ngàn. Chị nào lấy chốt âm Thanh luôn ha, 39, 39 ngàn. Lên dùm Thanh là 39, 39 ra còn một đôi mấy chị. 39, 39 ngàn. Ê, còn đôi 38 nữa nè. Một đai ok Ngọc Trâm nè. Rồi còn 38 nữa nè mấy chị. Còn 38 nữa nè. Rồi đai Thanh còn có một kiểu một nghe mấy chị. Đai Thanh còn có một kiểu một thôi nha. Bán rẻ cho mấy chị có 25 ngàn thôi. Rồi Nguyễn Phát Lợi nè. Nguyễn Phát Lợi có cho Thanh số điện thoại chưa? Chưa có cho. Chưa cho số điện thoại thì cho Thanh số điện thoại nha. Kẹp 39 chị Thanh hết rồi cục vàng ơi. Rồi kẹp 39 này chị Thanh hết rồi, còn 38 nha. Còn 38 rồi, ok nè, 38 nè, ngờ nè. 39 chị hết rồi, Đặng Chí Nhân ơi, để ngày mai chị coi thứ ơi, còn không, còn thì chị lấy cho nha. Rồi ngờ nè, xe 38 nè. Đây kẹp nè. Kẹp này Thanh có size 30, 37, 38, 36, 37, 38, 39. Đây đôi kẹp này Thanh có 36, 37, 38, 39. Theo cho mấy chị luôn, 39 ngàn luôn. Đây 36, 37, 38, 39 luôn nha mấy chị. 36, 37, 38, 39, 39 ngàn. Kẹp đá xoàn mấy chị, kẹp đá xoàn nha. Đây 36, 37, 38, 39 mấy chị. Thanh theo cho mấy chị luôn 39 ngàn. Chị nào lấy chốt Thanh luôn, kẹp đá xoàn mấy chị. Cái này Thanh có size từ 36, 37, 38, 39 mấy chị. Nè. Ờ, cái này là cái miếng mút này nó dính rồi mấy chị. Cái mút nó độn dép á, nó dính. Đó, sell cho mấy chị đôi này 39 ngàn luôn nha mấy chị, 39 ngàn. Thanh có size 36, 37, 38, 39. 39 ngàn, kẹp đen mấy chị lên giùm Thanh, kẹp đen, kèm size, kèm giá tiền giùm Thanh luôn ha. Có size 30, 36, 37, 38, 39. 39 ngàn luôn. Rồi chị nào lấy chốt giùm Thanh luôn, 36, 37, 38, 39, 39 ngàn. Đây rồi quay hậu mấy chị. Quay hậu 36 tới 39 nha mấy chị. Đây đôi quay hậu nè mấy chị. Dễ thương chưa? Quay hậu nè. Có quần ống rộng lưng bây giờ chị không có lấy được. À, lưng cao có luôn mà chị không có lấy được nha. Giờ có mình chị à. À rồi đôi này Thanh sale luôn 39 ngàn mấy chị. Thanh có size từ 36, 37, 38, 39 luôn. 36, 37, 38, 39 quay hậu mấy chị lên giùm Thanh là quay hậu. 39 ngàn.
Đôi này Thanh cũng sale cho mấy chị 39.000, hàng của Hồng Anh nè mấy chị. Cái này là hàng của Hồng Anh nha. Đó, quay hậu, mấy chị lên nhìn Thanh là quay hậu. Rồi đôi này. Rồi 37, 39 ok Yến nè. Yến ơi lấy cái đôi kẹp hay là đôi quay hậu Yến ơi? Tôi lấy đôi kẹp hay là đôi quay hậu? Đôi kẹp phải không cưng? Rồi đôi này là size 35 mấy chị. Đôi này Thanh còn hai đôi, 35 với 36. Đôi này Thanh còn 35, 36, 79.000 mấy chị. 79.000 Thanh còn hai đôi 35, 36. Hậu hả? Ừ hậu đi, chị đổi lại hậu. Rồi hậu 39, 39 là Nguyễn Yến nè. Rồi đôi trắng 36 ok Trọng Sang nè. Nguyễn Yến lên số điện thoại giùm Thanh. Nguyễn Yến ơi, Nguyễn Yến lên số điện thoại giùm Thanh luôn. Trọng Sang 36. Đây có 36 nè cưng. Để cho em hai đôi 35 36 nhé. Đôi này 35 3, Thanh còn 35 mà hết 36 rồi. Còn một đôi 35 nè. Đây Thanh còn một đôi size 35 nha. Thì Dương lấy đôi 35 phải không? Đâu rồi, đâu hết chiếc mẹ này. Thanh còn một đôi size 30 35 thôi nha. Nguyễn Thị Dương nè, lên số điện thoại giùm Thanh luôn. Rồi ok, cảm ơn Nguyễn Yến nè. Đôi quay hậu, đôi quay hậu 39.000, Thanh còn size size 36. Trắng 35, trắng 35 để Thanh coi còn không. Rồi ok nè. Trắng 35 nè. Kẹp đen cưng lấy thì chị tính cho cưng 35.000. Lê Cẩm Bình nè, Cẩm Bình ơi, Cẩm Bình hồi nãy cho Thanh số điện thoại chưa? Cẩm Bình cho Thanh số điện thoại chưa? Chưa cho thì cho Thanh số điện thoại đi Cẩm Bình. Rồi cái đôi này là kẹp kẹp cái đôi kẹp á cưng lấy, cưng lấy đủ size thì chị tính cho cưng giá 35. Rồi đôi này đẹp quá mấy chị ơi, size 36 nè mấy chị. Size 36 nha, 36 79.000 còn có một đôi một à. Đây rồi, rồi ok rồi thôi Thanh tưởng nó chưa thì Thanh cho Thanh lại. Đôi trắng không có 38 nha. Đôi này size 36 79.000. 79.000 size 36 nha, chị nào lấy chốt âm Thanh luôn. 36 79 ok Trọng Sang. Trời ơi, cái đôi này đẹp, đẹp nhất cái nách luôn trời. Đẹp nhất nách luôn. Nâu rồi lấy cho Trọng Sang rồi. Hàng lẻ size mấy chị, hàng lẻ size Thanh lên nào còn đó, Thanh lên nào còn đó thì mấy chị mua giùm Thanh đi ha. Rồi đôi này Thanh còn 38 nè mấy chị. Đôi này Thanh còn size 38 với 39 nè. Cái này Thanh còn hai đôi nè. Đôi này Thanh còn 38, 39 nè, 79.000 luôn mấy chị, đôi ngọc trai. À, đôi này Thanh còn size 38, 39, còn hai đôi mấy chị lên giùm Thanh luôn, 38, 79, 39, 79. Nha, 79.000 mấy chị. Mua nữa hết tiền nữa, trời ơi Tết rồi phải sắm đồ cưng. Tết rồi phải sắm đồ, trời ơi gần Tết rồi chị Thanh sẽ tặng quà bây giờ. Nếu mà tới Tết mà mấy cục vàng không mua đồ, Thanh cũng gửi quà tặng cho mấy cục vàng nữa. Tại vì mấy cục vàng ủng hộ Thanh suốt từ thời gian qua tới bây giờ rồi. Rồi ok Ngọc Giàu 39, 79 lên số điện thoại Ngọc Giàu ơi. Ngọc Giàu lên số điện thoại giùm Thanh á, 39, 79 nè. Rồi Thanh còn size 38 nha, đồ cưng chưa đi thôi, đồ cưng chưa đi. Mấy bữa nay chị Thanh bị quá tải rồi, đơn quá tải. Ngọc Giàu lấy 39 lên số điện thoại giùm Thanh luôn. Mấy bữa nay đơn chị Thanh quá tải, 4 nhân viên chốt đơn mà chốt không kịp mấy chị. 4 nhân viên chốt đơn luôn mà chốt không kịp, khách cứ la 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 sùm nói trời mua 5 ngày rồi mà chưa chốt đơn được.
là tại vì đơn quá trời nhiều, Thanh chốt không kịp mấy chị. Thanh lai ngày lai đêm chốt không kịp. Đơn này tặng quà Tết. Yên tâm đi Ngân ơi, yên tâm đi, bây giờ Tết không mua Thanh cũng gửi quà tặng nữa. Đó, Tết không mua Thanh cũng gửi quà tặng cho nên mấy cục vàng yên tâm. Tại vì hiện tại là Thanh đặt quà Tết rồi nhưng mà chưa có về kịp như mấy chị nghe, chưa có về kịp cho mấy chị. Rồi đôi này Thanh còn size 38 nè. À, 39 hết rồi Thế Võ ơi, 39 Thanh hết rồi. Thanh còn một đôi 38 mấy chị. Còn một đôi 38, chị nào lấy chốt cùng Thanh luôn 38 nè. Đó, đôi ngọc trai 38 mấy chị, 38 79 ngàn nè. Chị cho em xem gót. À, đây chị đang lên nè. Đó, đôi này size 38 79 ngàn mấy chị. Rồi 38 79 còn một đôi nha mấy chị. Rồi đôi này là đôi màu nu mấy chị, màu nu nha. Màu nu á mấy chị. Em lấy vàng. À, cái gì em không lấy tiền. À em lấy vàng hả? Ồ chị tiếc là chị không có vàng. Tiếc là chị không có vàng. Rồi để em size 38 nè, ok em nè. Rồi Thùy Dương nè, Nguyễn Thùy Dương nè. Làm gì khỏi Khang Gia, em làm gì khỏi, dễ gì bỏ qua em được. Mối là mua lần quá trời luôn, làm sao bỏ qua được. Đó, rồi, đôi này size 38 nè, 79 ngàn luôn mấy chị. 38, 79, mấy cục vàng lên giùm Thanh luôn ha. 38, 79. Đó, quà ít nhiều gì cũng có, ai cũng có hết mấy chị nha. Chứ mấy chị mua đồ ủng hộ Thanh từ thời gian qua tới giờ mà không có sao được, kỳ lắm. Rồi đôi này size 38, 79 ngàn. Còn một đôi mấy chị, cái gót nó đẹp dễ sợ mấy chị. Gót nè, đẹp chưa. 38, 79 nha. Rồi đôi này là size 36 nè mấy chị. 36, 79 ngàn sụt nha mấy chị. Đó, đôi sụt size 36, 79 ngàn. Chị nào lấy chốt giùm Thanh luôn. 36, 79 lên giùm Thanh là 36, 79. Đôi sụt size 36, 79 ngàn. 36, 79 rồi Thanh lên cái đôi đen nha mấy chị. Đó, đôi đen Thanh còn 36, 35, 38, 39. 39, 79 Thanh hết rồi. 39, 79 Thanh hết rồi Thùy Dương ơi. 36, 79 nè Thùy Dương nè. Đâu rồi. Rồi đôi này Thanh còn 35, 36, 38, 39 mấy chị. Đôi màu đen nha, ngọc trai màu đen nè. 35, 36, 38, 39 mấy chị. Lên giùm Thanh luôn. Đó, đôi ngọc trai mấy chị, ngọc trai Thanh có 35, 36, 38, 39 mấy chị. Nè, đẹp chưa? Đó, 35, 36, 38, 39. Rất là đẹp luôn. Cũng 79 ngàn cho mấy chị luôn. Ngọc trai đen, mấy chị lên giùm Thanh là ngọc trai đen kèm size giùm Thanh kèm giá tiền luôn ha. Đó, ngọc trai đen nè. Sụt 36 hả? Sụt 36 Thanh hết rồi nha. Sụt 36 là Thanh hết rồi. Thanh không biết là ở ngoài còn không. Ngọc trai đen 36 ok Ngân nè. 79 nè. Rồi Duy Thảo ngọc trai đen 35 nè. Rồi ngọc trai đen em lấy hết hả? Rồi em lấy nguyên tay ha. Em lấy nguyên là đủ tay 5 đôi ha. Đâu tự nhiên cái máy nó thoát ra mấy chị ơi. Thoát ra rồi. Rồi diễn đen 35, đen 35 nè, ok nè, 79 nè, Duy Thảo nè. Chị nào chưa cho số điện thoại thì cho Thanh số điện thoại nha mấy chị. Chị nào chưa cho số điện thoại thì cho Thanh số điện thoại nha. À, ngọc trai đen 38 Phạm Hoa nè. Rồi để chị Thanh lấy cho, cái này Thanh còn trong kho nha. Chị nào chưa cho số điện thoại cho Thanh số điện thoại đi mấy chị. Đó mấy chị cho Thanh số điện thoại nha mấy chị ơi. Diễn Thế à, Diễn Thế lên số điện thoại giùm Thanh đi Diễn Thế ơi. Để Thanh coi cái đôi này Thanh chốt. Thank you.
Rồi Diễn Thế lên số điện thoại giùm Thanh nè. 79.000 nè, ngọc trai đen nè, 79k nè, lên số điện thoại giùm Thanh luôn nè. Phạm Hoa ngọc trai đen rồi nè. 39 nè, ok Thảo nè. Rồi Thế Võ nè, 79k ngọc trai đen nè. Xe 39 luôn nè. Lên hậu đi hả? Rồi đợi Thanh xíu nha. Chị đôi trai 36 rồi, ok chị Cẩm Hằng nè, xe 36 nè, đen nè. Trâm Phan đơn cưng đi rồi nha, đen 37 nè, Mai Trần nè. Rồi đen nè, Nguyễn Thị Kim Cương nè, size 35 nè, ok chị nè. Rồi Thanh ghi lại mai Thanh chốt nha mấy chị. Rồi Thanh cảm ơn Diễn Thế luôn nè. Nhã Hân nè, ngọc trai đen size 38 nè, ok Nhã Hân nè. Rồi ngọc trai nè, Dung Lê nè. Dung Lê size 39 nè, 79.000 nè. Rồi của cưng là lấy đủ size nha, của cưng là lấy nguyên tay đủ size nè. Rồi cái mẫu đó Thanh qua mẫu nha. Rồi Như Ý Lê nè. Như Ý Lê, Như Ý Lê là ở Vũng Tàu phải không ta? Như Ý Lê ở Vũng Tàu phải không cưng? Như Ý Lê ở Vũng Tàu phải không? Trời, cái đai nãy giờ nghịch hoài, mấy chị ăn nghịch hoài. Không hả? Vậy lên số điện thoại giùm Thanh đi. Ngọc trai đen nè, Như Ý Lê nè. Rồi lên số điện thoại luôn. Chị ở Cần Thơ nha. Size nhiêu? Một đôi 79.000 á chị. Một đôi 79.000 nha. Chốt cho em rồi nha Diễn Thế ơi. Rồi đôi này size 35 quay hậu 79.000. Chị lẻ size đẹp. Em mấy mẫu chị, em chốt không kịp luôn. Giờ em lấy nhiêu đôi chị lấy em luôn, chứ em chốt bảo đảm em chốt không kịp đâu. Tại vì ba chị bán giá 79.000, chị bán rẻ dữ lắm rồi. Mấy cái này là hàng trăm mấy không mà giờ bán 79.000 đó. Cái đôi dép mũ, con đôi dép mũ không là có 7, 8, 90.000 rồi, mà giờ đôi dép tiểu này mà bán có 79.000 ta mua là đúng rồi. Rồi Dung Lê Thanh chốt cho Dung Lê rồi nha. Đó, mấy chị chưa có cho số điện thoại thì mấy chị cho Thanh số điện thoại nha mấy chị nha. Rồi đôi này size 35, Thanh còn một đôi mấy chị, size 35 79.000 nè. Còn một đôi thôi mấy chị, lên giùm Thanh là 35 79k mấy chị ơi. 35 79.000. Size 35 79k, cục vàng nào lấy chốt giùm Thanh luôn. 35 79, 35 79 nha. Mấy chị mua hàng thì mấy chị cũng biết rồi, dép mũ bây giờ cũng đôi mấy chục ngàn, 80, 90.000 rồi. Rồi 35 79 nè, thì Dương nè. Em lấy 20 đôi, 30 đôi gì thì em lấy, chị lấy luôn cho em. Chứ em lựa, chị bảo đảm em lựa không lại. Đây rồi, Thanh lên cái xuồng cho mấy chị nè. Đây, xuồng Thanh sale cho mấy chị 79.000 luôn. Trời ơi, đôi trăm mấy bán 79.000 luôn mấy chị. Đây, đôi này là xuồng cao nha mấy chị, xuồng cao nha. Rồi đôi xuồng size 39 mấy chị ơi. Mở cái này cũng lâu nữa. Đây mấy chị. Đẹp chưa mấy chị? Trời ơi, đôi 160, 180 mấy chị. Thanh sale cho mấy chị có 79.000 thôi. Rồi Thanh có size 35, 36, 39. Rồi đôi này đang có 35, 36, 39 mấy chị ơi. 35, 36, 39 nha. Xuồng 39 Dung Lê nè, 79.000. Xuồng đủ tay phải không? Rồi ok em. Rồi Dung Lê nè, xuồng 39, 79.000 nè. Đôi này 180 đó mấy chị, 180 á.
Rồi thì vuông nè, cái này chị còn à, chị còn à, hai đôi nè. Ôi cái mọc nó. Đôi này hết rồi nha. Thì vuông lấy rồi. Xuồng 35 hả? Xuồng 35 em lấy cho chị à. Rồi xuồng 38 nè. Đâu rồi? Xuồng 38 nè, dung lê nè. Mấy chị lên giùm Thanh là 79.000 luôn đấy chị. 79.000 luôn ha. Xuồng 36. Xuồng 36 đợi Thanh cái thanh sổ ra Thanh coi còn đôi nào 36 không? Xuồng 35. Xuồng 35 ok chị Cúc Tô nè. 79.000 nè. Xuồng 36 chị Cẩm Hằng nè. Rồi xuồng 36 nè, Phượng Hồng nè. À, một đôi gì chị Kim Cương? Chị Kim Cương ơi, một đôi gì chị? Xuồng em lấy đủ ri rồi, chị lấy cho cưng đủ ri luôn á. Của em là có 35, 36, 39 nè. À. 35, 36, 38, 39 còn đôi 37 nữa. Đợi tâm nha mấy chị. Đây đôi 37 nữa là đủ nè. Mấy chị mua khách sỉ á, mấy chị là cọc giùm em đi nha mấy chị. Đơn chị, dạ đơn chị chưa có đi chị ơi. Chị Quỳnh Đăng Si, đơn chị chưa có đi cục vàng ơi. Biết sao bữa nay Thanh chốt đơn, bốn đứa nhân viên chốt đơn đó mấy chị. Mà không có kịp á mấy chị. Rồi Thanh còn có ba đôi cuối cùng là hết nha mấy chị ơi. Đây xuồng 35 nè. Xuồng 35 hồi nãy nào chị lấy xuồng nè. Rồi chị Hoàng Thanh nè. Xuồng 35 nè. 79.000. Mấy chị ơi lưu ý em Thanh là thời điểm này Thanh không có lưu đơn lâu nha mấy chị. Nha. Thanh không có lưu đơn lâu nha mấy chị. Rồi Thanh còn có hai đôi xuồng thôi mấy chị ơi. Còn đôi size 38 với đôi size 39 nè. Hết 37 rồi. Còn 38, 39 nha, 35 hết luôn rồi mấy chị. 35 hết rồi. 35 Thanh hết rồi mấy chị. Không phải xuồng đó rồi gì em xả ra không có gì hết trơn á. Một đai, à một đai chị Kim Cương một đai nè. Trời ơi chị Kim Cương giết em không hiểu. Chị ơi bây giờ chị lựa là không có đâu chị. Đó lựa là không có đâu, cái đôi đó cũng đẹp lắm luôn á. Đó em xả ra là có người lấy á. Của chị Cúc Tô ra nè. Đây đôi này size 35 em lấy cho chị mà chị nói không phải gì. Nè đúng không? Đôi này đúng không? Chị không lấy là em xả ra em bán người khác nha. Số em, con em mang không vừa. Sợ con em mang em vừa là gì? Cho em xem lại đôi. Đôi gì? Đôi giày bé trai hồi nãy. Trời ơi giờ Thanh, giờ Thanh lai Thanh dục ra đóng làm sao lấy ra được. Rồi đôi xuồng Thanh còn 38 mấy chị. Đây xuồng có 38. Xuồng có 39. Đây Thanh còn hai đôi xuồng 38, đôi xuồng 39 mấy chị. 79.000. Rồi chị Cúc Tô ơi, cái đôi này em chốt cho chị có đúng không? Không đúng là em xả ra em chốt cho. Em chốt cho cái gì à? À, Hiền Ngọc nè. Hiền Ngọc nè. Đây rồi, đôi này là size 38 nè mấy chị. Đó, xuồng 38, xuồng 38 Thanh còn hai đôi 38 39 nha. 38 39 Thanh còn hai đôi mấy chị. Chị có xuồng, chị Cẩm Hằng ơi, chị có xuồng 36 em chốt cho chị rồi. Rồi xuồng Thanh còn hai đôi 38, 39 nè. Đó, còn hai đôi. Uống miếng nước thôi mấy chị ơi, khan tiếng quá. Rồi 38 này chị Nguyễn Khiết là lên số điện thoại giùm em đi chị.
lên số điện thoại giùm em, chị Cúc Tô ơi, chị trả lời giùm em đi để biết được em bán chị. Có túi bé không hả? Có chút xíu lên liền bây giờ. Lại xong cái mớ dép này là qua túi nè. Rồi chị Nguyễn Khiết lên số điện thoại giùm em đi chị. Rồi chị Cúc Tô nè. Đâu rồi chị Cúc Tô ơi? Thấy chị là chị like thấy thương quá. Ừ, thương chị mua ủng hộ chị đi em. À, thương chị lên mua ủng hộ chị đi. Rồi chị Cúc Tô có lấy không? Chuồng có hình bông thì chị lấy cho em nha, còn hết thì chị đừng lấy. Rồi vậy là cái đôi này Thanh lấy cho. Rồi vậy là cái đôi chuồng 35 này là Thanh lấy cho. Đôi chuồng 35 này Hiền Ngọc ơi. Hiền Ngọc lên số điện thoại giùm Thanh luôn Hiền Ngọc ơi. Đây. Đây Hiền Ngọc ơi, size 35 nè, Hiền Ngọc lên số điện thoại giùm Thanh đây, Thanh chốt chuồng 35 cho Hiền Ngọc nè. Đôi này đẹp cũng chết luôn, trời ơi. Không lấy đôi này. Cũng lắm nha. Rồi hồi nãy có rồi phải không? Rồi ok Thanh biết rồi. Rồi Hiền Ngọc ơi, Hiền Ngọc, Thanh gọi Hiền Ngọc nè, lên số điện thoại giùm Thanh đi, Thanh chốt đôi 35 79 ngàn này cho Hiền Ngọc nè. Đó rồi Thanh còn. Rồi Thanh cảm ơn Hiền Ngọc nè. Rồi Thanh còn một đôi size 39 mấy chị, còn một đôi size 39 chị nào lấy chốt giùm Thanh luôn ha. Thanh còn một đôi size 39 nha mấy chị. Xuồng còn một đôi size 39 là hết hàng luôn. Đó, chị nào lấy chốt giùm Thanh luôn, xuồng 39. Rồi Thanh qua cái đôi xuồng màu trắng mấy chị. Đây, đôi này Thanh có size. Cái size nó nằm đâu. Rồi chị Dung Lê nè, xuồng 39 luôn nè. Phượng Hồng có nha Phượng Hồng ơi. Có Thanh có chốt cho Phượng Hồng nha. Rồi đôi xuồng mấy chị. Đôi này size 37 mấy chị ơi. Đôi xuồng trắng size 37. Đây xuồng trắng size 37 mấy chị, đẹp quá. Đôi này size 37. Trời cái này nó cái size nó nằm ngược lại nhìn, nhìn. Trắng 37, trắng 37 mấy chị ơi, xuồng trắng 37 nha. Xuồng này là cao 3 phân mấy chị, cao 3 phân nha. Trắng 37 ok chị Dung Lê nè. Rồi chị Huệ Mỹ cục vàng của mình đâu mất tiêu rồi trời. Mấy dép này đẹp quá trời, chị không lấy về bán. Rồi xuồng trắng Thanh có size 36. Size 38. Xuồng trắng Thanh có size 36, 38 rồi nè. Để coi cái đôi này size mấy. Rồi 36, 38 mấy chị. Xuồng trắng Thanh còn 36, 38 nha mấy chị ơi. 79 ngàn nha mấy chị, 79 ngàn. Rồi mấy chị lên giùm Thanh là xuồng trắng 36 hoặc là 38 nha mấy chị Thanh còn. Ở xuồng trắng size 36, size 38. Thanh hết 37 rồi. Chứ còn 37 không nữa. Size 38 ok Khang Gia nè. 38 Thanh hết rồi, Thanh còn có 1 đôi 1 à. Giờ Thanh còn 36 nè, chị Dung Lê ơi, để em coi thử cái tay kia còn không. 38, 79 ok cục vàng. Đây để em coi cái tay này còn 38 không nha. 36 xuồng trắng rồi ok chị Dung Lê nè. Để em coi cái bên đây còn 38 không, còn thì em lấy cho chị. Đây khác nữa rồi. Mẫu bên đây khác rồi nha. Đây ba đôi này 38 Thanh có mẫu này được không chị? Đây xuồng trắng 38 đây chị, 38 79 ngàn. Đó đôi này Thanh có size 38 nè. Chị lấy cái đôi xuồng trắng 38 này được không? Được không chị? Ba xuồng trắng 38 nè chị. Túi sách xíu nữa. Túi sách xíu nữa, chị lên dép xíu nữa là lên túi sách. Đây cái xuồng trắng này. Rồi ok chị.
Rồi sung trắng này Thanh có 37 nè. Rồi 36 nè. 36, 36, 37. 35, 36, 37 nha. Sùng trắng này Thanh có 35, 36, 37 mấy chị. 35, 36, 37. Rồi đôi 35, 36, 37 nha. Sùng trắng. Chị nào lấy chốt âm thanh luôn. Trắng 35, 36, 37. Còn mấy đôi nữa lên cho nó hết luôn rồi cái bắt đầu. Đây có màu đen nữa nè. Xuồng trắng 79.000. Rồi 35, 36, 37 ok chị. Này 36. Xuồng trắng 79.000 nha. 35. Chị 79.000 một đôi. Rồi Thanh có màu đen còn 3 đôi nè mấy chị. Màu đen, màu đen Thanh còn 3 đôi. Ship toàn quốc 35.000. Màu đen Thanh còn 36, 35, 36, 37 nha mấy chị. 35, 36, 37 màu đen mấy chị 79.000. Đây. Đó, đôi đen 35, 36, 37 79.000 mấy chị. Đó, chị nào lấy chốt âm thanh luôn ha. 35, 36, 37 79.000. Đôi này Thanh còn 3 đôi. Chút xíu là lên túi sách nha mấy chị. Chút xíu Thanh sẽ sale túi sách. Rồi màu đen 35, 36, 37. Rồi ok chị Dung. Dung Lê, chị Dung Lê, chị bán ở đâu vậy? Chị bán ở đâu vậy chị? Chị mới mua của em lần đầu phải không? Đây rồi, cái này là xuồng quay hậu nè. Xuồng quay hậu mấy chị, xuồng quay hậu đây. À, quá trời đẹp mấy chị ơi. Đó, xuồng quay hậu size 35. Đó, chị nào lấy chốt âm thanh luôn, xuồng quay hậu size 35 nè mấy chị. Mua cho con mình mang Tết rồi cái đi học mang luôn mấy chị. Đây, xuồng trắng hậu 35, size 35 nha. 79.000 luôn. Rồi size 36. Rồi Thanh còn 2 đôi 36, 1 đôi 35 nha. Chị bán ở Bình Định hả? Em bớt cho chị. Cái này chị, em sẽ một đôi, em sẽ bớt cho chị một đôi 5.000 nha. Em sẽ giảm cho chị một đôi 5.000 nha chị. Xuồng 35 nè, ok Hiền Ngọc nè. Xuồng quay hậu 35. Xuồng quay hậu 35 Thanh còn màu đen được không Phương Phạm ơi? Rồi xuồng 35 Hiền Ngọc 79 nè. Tại cái này là hàng em sale rồi đó. Có góc nhọn mà. Đợi Thanh xíu đi mấy chị. Đợi Thanh xíu đừng có gấp. Bây giờ Thanh còn 35 mà màu. Thanh còn 36 thôi nha. Còn 36 Thanh hết 35 rồi. Thanh còn 2 đôi 36 Thanh hết 35 rồi mấy chị. Thanh hết 35 rồi nha. Hết 35 rồi. Hết 35 rồi còn 36, còn 2 đôi 36. Còn 2 đôi hậu 36 nha mấy chị, 236 nè. Hậu đen 35 36, hậu đen em còn 336 thôi chứ cũng hết 335 luôn rồi. Hậu đen em cũng còn 336 thôi. Có góc nhọn đẹp, đế cao có nha. Rồi, cái đôi hậu này Thanh còn 36 nha. 36 chân 35 mang cũng được mà. Nha, đôi hậu Thanh còn 2 đôi 36. Chị nào lấy chốt âm thanh luôn, hậu 36 nha, hậu 36. Chị có dép kẹp gót không? Kẹp gót hả? Đen 36 lấy cho chị Dung Lê rồi. Rồi đôi này đôi đen nè mấy chị. Đó, đôi đen này size 36 nè. Đó, đen 36 nha. Đôi hậu đen 36, hậu đen 36 79 nha. Đen 36 79, lên nhìn thanh luôn, đen 36, hậu đen 36 79.
Rồi Thanh còn hai đôi, một đôi 37. 38, 678 luôn. Đen Thanh có 678, chị nào lấy chốt âm Thanh luôn. Em chốt cho chị một đôi màu đen rồi đó chị Dung Lê rồi. Rồi đen này Thanh có, hậu đen Thanh có 678 nha mấy chị, 678 còn 3 đôi. Cái đôi hậu này rất là đẹp đó mấy chị. Đó, mấy chị mang mà mang đi mang đồng phục rồi đó. Đen 678 ok chị. Rồi đen nè, ok Linh Lê, Linh Lê số điện thoại giùm Thanh luôn Linh Lê ơi. Linh Lê số điện thoại giùm Thanh luôn ha. Hồi nãy em chốt cho chị một đôi màu đen rồi. Hậu đen 38 hết rồi nha. Hậu đen 38 Thanh hết rồi. Chị cọc bằng thẻ cào đi chị. Chị mua thẻ cào chị cọc giùm em đi ha. Tại chị là khách mới nha chị. Nguyên tắc bên shop em là phải cọc chị. Không cọc em không có đi đơn nha. Nếu chị sợ mất tiền thì chị khỏi cọc. Vậy thôi. Còn bên em là phải cọc em mới đi đơn chị. À, hậu đen 38 hết rồi. Hậu đen 38 hết rồi nha. Bên em là cọc mới đi đơn chị. Chị cào thẻ cào chị cọc cũng được. Thẻ cào Mobifone nha. Ê, cái đôi màu đen này là không có phải là quay hậu. Đây đôi đen nè, 79.000 luôn. Đôi này size 36 nè. Size 36 79.000 nha. Đôi sườn đen size 36 79.000. Linh Lê có nha, có 38 nha Linh Lê. Đây đôi này cũng sườn luôn mấy chị. Đây Zara nè. Đó, cái chữ Zara mấy chị. Đây đôi này size 38 nè, 79.000 đôi xuồn nha. 36 đen rồi, em chốt cho chị luôn nè. Chào Hồng Phượng Trần, chào em. Chị cào thẻ cào cọc giùm em 100.000 thẻ Mobifone nha chị. Chị mua thẻ cào chị nhắn tin qua cho em là được rồi. Đó, nếu chị tin em thì chị mua, còn không tin em chị sợ mất tiền thì chị khỏi cọc. Em hủy đơn không có gì hết trơn á chị. Tại vì á gần Tết rồi, đơn đi á mà mấy chị bom Thanh một cái là về là tới Tết luôn á. Đó, cho nên là mấy chị thông cảm giùm Thanh đi. Đơn đi mà gửi cho mấy chị mà mấy chị bom một cái hello quắc kiệt là về là Thanh là tới Tết luôn à. Thanh ôm Thanh ăn Tết luôn á. Đôi xuồng này mấy chị Thanh có size 36 gì 37 38 gì tùm lum hết trơn nè. Đó, đôi xuồng Zara nha mấy chị. Lên giùm Thanh là xuồng Zara đen nha. 79.000. Đây đôi này mới xịn sò nè mấy chị. Đó, đôi này quá trời xịn sò, đôi này bán cho mấy chị luôn 79.000 luôn. Mobifone chị, Mobifone nha. Em bán hàng là uy tín lắm cho nên là chị yên tâm. Đó, ở đây là khách em là đa số khách mới, chị là khách mới. Chị là khách mới mua cho nên là em phải chắc ăn cho em chị. Rồi, đôi này mấy chị ơi, sale cho mấy chị 79.000 có 3 đôi, không có đôi thứ tư nha mấy chị. Còn không ta? 79.000 luôn, đôi này size 39 nè. Trời trời, đôi này mà mấy chị không mua là uổng lắm, size 38 nè. Size 37, 38, 39. Trời ơi, đôi này nó hot. Nó hot vô cùng hot luôn mấy chị, 79.000. Ai 79.000 nha. Size 37, 38, 39, còn 3 đôi. 37, 38, 39. 79 màu xanh, em lấy 3 đôi luôn không? 3 size nè, 37, 38, 39 em lấy đôi nào? Em lấy đôi nào? Em lấy hết cho chị. Cái gì chỗ chị có việc hay không? Em chị ra mà chỗ bán điện thoại á, chị kêu nó nạp tiền. Nạp tiền cho cái người này vô cái số điện thoại này. Đó, là nó sẽ lấy cho chị. Nó sẽ nạp cho chị, nạp trực tiếp luôn.
Rồi ok em thì Dương nè, ba đôi là hết rồi. Đôi đó hết rồi. Ba lô hả? Ba lô gì giờ này, ba lô like có kịp đâu mà ba lô. Đây. Trời ơi, đây mấy chị ơi. Đôi này đang còn màu đen với màu trắng, lên cái màu trắng trước đi ha. Lên cái màu trắng trước đi rồi Thanh sẽ like nha. Ê đây còn một đôi nè. Đây còn một đôi này size 35 nè. Số điện thoại em hả? Chị ơi lên gót đẹp đi, gót đẹp để chị quay phim chị cho cưng coi chứ bây giờ có một mình chị không có lấy được. Có mình chị lấy không được cục vàng ơi. Có mình chị lấy không được nha. Số điện thoại em là 0909 617 948, em để em nhắn qua cho chị liền nè. À, em nhắn số điện thoại của em qua cho chị, cho qua Messenger cho chị nha. Rồi đó, em gửi qua Messenger cho chị rồi đó. Rồi ok, xanh 3579K nè, ok chị. Mỗi một đôi là em sẽ giảm cho chị 5.000. Đó, nói chung là mỗi một đôi em sẽ giảm cho chị 5.000. Rồi đây màu trắng mấy chị. Trắng. Đôi này là size 38 nha mấy chị, 38 nè. 38 39 là đôi này size 39 đó. Size 39. Đó, đôi này tao bán rẻ cho mấy chị luôn. 60 thôi. 60.000, 60.000 nha, 60.000. Không mua túi hả? Có mua túi xách. Mở tivi nhỏ nhỏ coi. Đó, đôi này 60.000 thôi mấy chị, size 39 nè. Size 39 nè. Rồi xong xong cái dép này chị lên túi. Kiều My mở nhỏ nhỏ con. Size 39 nha, size 39. 39, 60.000 sale cho mấy chị đôi này 60.000 luôn, size 39. Rồi size 38. Đây đôi này thằng còn hai size 39 38 mấy chị. Đó, thằng còn 39 38 nha. Sale cho mấy chị 60. Còn hồi nãy vô bài đánh đó nè. Rồi đôi màu đen, đôi này lấy hết, nếu mà chị khách sỉ nào lấy hết anh bán 50.000. Rồi chị biết rồi. Đây rồi, đôi này là nếu lấy hết anh bán 50.000 đó mấy chị. Rồi mấy đôi này đẹp lắm nha mấy chị. Đó, đôi này thành còn 3 đôi màu đen, 2 đôi màu trắng. Chị nào lấy hết, sỉ nào lấy hết anh bán luôn 50.000 luôn. 50.000 một đôi. Sushi. Sushi. Lấy đồ ăn cho em đi. Cô ăn cái gì? Mẹ điện ba, con mẹ ba. Mẹ điện ba hả? Đây còn một đôi quay hậu nè. Rồi đôi này lấy hết thì chị bán 50.000 thôi. Rồi ok em. Còn mấy đôi dép nữa là Thanh sẽ qua túi nha mấy chị, còn sớm mà. Rồi đôi này Thanh bán rẻ cho mấy chị luôn. Đôi này quay hậu nè mấy chị, đôi này bán cho mấy chị 45.000 thôi. 45.000 đôi quay hậu xỏ ngón mấy chị. Đó, đôi này quay hậu xỏ ngón nha, 45.000. Đôi này là size 37. Size 37 nha, 45.000. 45.000 size 37, chị nào lấy chốt Thanh luôn. Lấy một cái thôi con. Ờ lấy một cái thôi. Xe 37 45.000 còn con đôi mấy chị, còn con đôi bán rẻ cho mấy chị luôn. Đây đôi này xe 39 nè mấy chị. Giày bé em có nha chị. Đây đôi này xe 39 nè, 79.000. 39 79. Có nhiều điện thoại rồi. Con coi. Đây 39 79 nè. Con coi TV chút xíu rồi. Chút liền.
3979 Dương nè, đưa hốt mấy đôi giày đó cho mẹ thôi. Cục vàng mẹ giỏi quá à. Sumi là ngoan lắm luôn á. Sushi ơi. Dạ. Ra mẹ biểu coi. Rồi giày nè mấy chị 55.000. Con lấy cho mẹ cái cuộn giấy mà vàng vàng cuộn mẹ thay mấy in. Kẹt lên tuần lễ sinh nhật mẹ, mẹ nó cho không ạ? Khoan để lên mấy đôi cuộn này nữa cái đi rồi Thanh Hoa. Đó, lên cái xô màu vàng ở tivi đó. Đây mấy chị ơi, xuồng này hàng xịn luôn nè mấy chị. Đó, 79.000 đôi này, size 38 nè. Size 38 xuồng cao nha mấy chị, xuồng cao nè, 79.000. Đôi này đang hot luôn, có một đôi một duy nhất mấy chị. Có một đôi một duy nhất thôi, thăm sale cho mấy chị luôn nè, 79.000 size 38. Size 38 nha, 79.000. Rồi đôi này là size 39 nè. Size 39 nha, 79.000 màu hồng nè. Rồi vô đi ba, về đi vô đi. Rồi size 37 nè. Đôi màu hồng nên còn 37 với 39 nha mấy chị. Đây màu hồng. Đó, size 37 với size 39 nha, size 37 với 39, đôi này thanh sale 79.000 luôn, 79.000. Rất là đẹp mấy chị, mấy đôi này mang đẹp lắm luôn. Nó xì tin nha mấy chị ơi. Xì tin dâu nha. 37, 79 nè. Rồi 39 nè. 39, 79 nè. Rồi đây nè, đôi hồng nơ mấy chị. Đôi hồng nơ nha. Đôi hồng nơ. Cưng lấy hết mấy đôi này đi. Chị bán cho Cưng 60.000 thôi. Còn hai đôi nè. Hai đôi hồng, ba đôi hồng, bốn đôi hồng. Với đôi này là năm đôi. Ở cần năm đôi này, sĩ nào lấy hết em bán 60.000 một đôi luôn. Ở lấy hết cái này em bán 60 nha. Sĩ nào lấy hết mấy đôi này em bán 60.000 một đôi. Rồi để Thanh dẹp cái này qua. Dày dày mấy chị ơi, dày đây. Đâu rồi? Cái gì? Đây đôi này Thanh còn một đôi màu đen size 35 mấy chị ơi. Size 35 mấy chị. Size 35 79.000. Chị nào lấy chốt cầm Thanh luôn 3579 3579 nha. Chục vàng nào lấy chốt cầm Thanh luôn. Size 35 79 còn sót một đôi mấy chị. Còn sót một đôi nha, size 35 79.000. Rồi giày này thăm sale cho mấy chị 55.000 nè. Đó 55.000 mấy chị, đôi này trăm mấy thăm sale cho mấy chị 55.000 thôi. Đôi này là size 34 mấy chị. Size 34 nha. Đó cái này là con gái nha, con gái nè. Size 35. Đó, đôi này size 34 nha mấy chị, size 34 75 7 55.000. Sale cho mấy chị 55.000 luôn, chị nào lấy chốt âm thanh luôn. Giỏi. Xu giỏi quá. Rồi bây giờ Thanh qua túi nha mấy chị. Qua túi cho mấy chị nha.
dày bé 2-3 tuổi hả? 2-3 tuổi em có chị. 2-3 tuổi em có hàng Quảng Châu full hộp luôn. Giá là 69.000 một đôi chị, 69.000 một đôi á, hàng Quảng Châu luôn á. Rồi, Thanh lên túi cho mấy chị nè. Rồi, 39.000 mấy chị, 39.000. Không. Rồi 39.000. Sao mà có đó? Đi vô coi. Đây 39.000 mấy chị. Lên giùm Thanh luôn ha, 39.000. Cho chị 20 đôi mà là dày nha chị, dày nha. Để có mẫu em lấy mẫu cho chị coi trời. Có bé trai size 27 không hả? Size 27 có nha. Chị kết bạn Zalo với em đi, rồi ngày mai em sẽ quay video cái giày cho chị coi nha. Để má câu mày chị không vừa ý nữa. Rồi cái này Thanh sale mấy chị 39.000. Cái túi hai quai màu vàng 39.000, chị nào lấy chốt âm thanh luôn 39k nha. Túi vàng 39k, túi hai quai 39.000. Không có màu vàng nè. Rồi màu bò nè. Màu vàng với màu bò 39.000, chị nào lấy chốt âm thanh luôn. Ở đây này. Rồi cái này Thanh sale cho mấy chị luôn cái ba lô mấy chị. Ba lô mini, cái này đựng được điện thoại với tiền nha. Thanh sale cho mấy chị cái ba lô này 20.000 thôi. À, bây giờ lính em nó đi về hết trơn rồi, không ai lấy nè chị. Lính em nó đi về hết trơn rồi, không ai lấy được nè. Cái đó em để trong kho rồi, em phải vô kho, em lấy ra mới được chứ. Bây giờ hàng em ở đây là trước cái shop, còn hàng em để trong kho á chị. Rồi cái này Thanh sale 20, cái ba lô 20 mấy chị. Còn ba cái chị nào lấy hết Thanh bán ba cái 50. Ba lô nè, ba cái 50 nè. Giày bé trai size 20, bé trai dưới hả? Size 27 hả? 27. 27 giờ không biết nằm đâu nữa. Anh nhìn buồn ngủ quá trời mệt mấy chị ơi, bữa nay mệt quá trời mệt luôn. Đi ba đi, mẹ đang like mà. Đây cái túi này Thanh sale cho mấy chị nè. Đó, mấy chị ơi đẹp, sale cho mấy chị 55.000. Ba ngăn nha mấy chị. Rồi mai em gọi cho chị. Rồi cái này Thanh sale cho mấy chị 55.000 mấy chị, 55.000 cái bóp cầm tay đeo được luôn mấy chị, có dây đeo luôn nha. Đó, có dây đeo luôn, sale cho mấy chị cái này có ba ngăn. 55.000. Chị mấy chị lấy chốt hôm nay là túi bắp đỏ nha, bắp đỏ 55k. Cái này mấy chị mua là chắc 150. Rồi 55k ok chị Dung Lê nè. Rồi Thanh có màu vàng mấy chị. Rồi màu hồng nè. Màu vàng, màu hồng. Màu bò. Màu vàng, màu hồng, màu bò nha, màu vàng, màu hồng, màu bò 55.000 mấy chị. Cái này Thanh có ba màu với mấy chị. Đây màu vàng, màu hồng với màu bò. Màu vàng, màu hồng, màu bò 55.000. Rồi ok 55.000 cúc to nè. Rồi cái này màu đỏ mấy chị. Đây túi hộp màu đỏ có dây đeo nha. Cái này có dây đeo nha mấy chị. Thanh sale cho mấy chị luôn. Cái này 49.000. Giày bé có nam nữ hả em? Dạ giày bé là em có nam nữ đủ hết chị. Có đủ hết luôn. Rồi đây cái này Thanh sale cho mấy chị 49.000 nha. 49.000 chị nào lấy chốt giùm Thanh luôn. Ở cái túi nè, túi đá xoàng. Sale cho mấy chị 49.000, đỏ 49.
Rồi lên giùm anh là đỏ 49 mấy chị. Rồi túi 49 ok chị Dung lên. Rồi cái này thăm sale cho mấy chị luôn 39.000 luôn. Đây túi đỏ 39.000 mấy chị. Đỏ 39 mấy chị chốt giùm anh là đỏ 39 nha mấy chị. Đây cái túi đỏ nè. Đỏ 39, đỏ 39, cái này sale lỗ luôn mấy chị. Cái này sale lỗ cho mấy chị luôn nè. Rồi lên giùm Thanh là mã đỏ 39. Đỏ 39 nha mấy chị, đỏ 39. Đây đỏ 39 Thanh còn 3 cái. Còn 3 cái nha. Túi quần áo hả? Túi quần áo Thanh có luôn nhưng bây giờ Thanh lấy không được rồi. Thanh đóng cửa rồi cho nên là không có đi qua bên góc bên đó được. Túi đỏ 39.000 mấy chị lấy chút em Thanh luôn. Đỏ 39 nha, đỏ 39. À, ví bé em có luôn chị. Sushi ơi, lấy cho mẹ. Sumi, trong thùng mới lấy cho mẹ cái túi. Túi mà eo xa rồi á. Lấy cho mẹ ăn cái ha. Rồi cái này màu hồng đầu rồng 39.000. Đầu rồng nè, đầu rồng nha. Màu hồng 39.000 lên em Thanh là hồng 39. Hồng 39. Cái trong góc túi màu ở cái thùng á. Ngày mai chị like à, mai chị like gì? Làm giá túi màu. Làm giá túi màu. Like áo nhỏ em mua về bán áo ngực á hả? Áo ngực cái hả Khang Gia? Làm giá túi. Trong cái thùng á, mẹ để trong thùng á. Thùng, gì? Thùng đây nè, có mấy cái thùng ở trong nhà nè, lấy cho mẹ coi sushi. Có giá màu. Túi LC xa, dở lên là thấy à. Rồi cái đỏ nè, 49.000, cái này 49.000 nha. Áo ngực phải không Khang Gia? Áo ngực phải không cưng? Áo ngực bây giờ cưng lấy thì chị lấy cho cưng luôn nè. Chứ ngày mai là nhiều khi chị lu bu, chị không có like áo ngực được á. Rồi cái đỏ nè, 49.000. Đỏ 49, lên giùm Thanh là đỏ 49. Áo ngực cưng lấy loại 35.000 được không? Ở túi nhỏ đó. Đó, gì khỏi đi sushi ơi. Đỏ 49 ok Phương Phạm nè. Lai áo đi. Không phải. Đây cái này tham sale cho mấy chị 20.000 mấy chị. Túi mini mấy chị. Túi mini 20.000. Đây cái đỏ này 55.000 nè mấy chị, đẹp quá trời nè. Đó, ba ngăn nha mấy chị. Đỏ 55k. Mấy chị lên giùm Thanh là đỏ 55.000. Trời ơi đẹp, cái đỏ này đẹp mấy chị. Lên giùm Thanh là đỏ 55. Rồi túi mini nè, Nguyễn Lành là 20.000. Túi mini thăm sale cho mấy chị 20.000 thôi. Đó, túi mini 20 nè. Đỏ 55 ok chị Dung Lê. Túi nít có nó chị, có nha, ngày mai đi chị. Giờ lính em nó về hết rồi. Mà con em say nó không biết đường lấy à. Sushi ơi, lấy cho mẹ cái túi đó nãy 5 cái 5 màu ơi Sushi. Đây cái đỏ nè. Lấy ra cho mẹ ra, lấy màu tím, còn màu tím không? Si, nhanh đi con. Lấy túi cho mẹ nó đi. Là khỏi cái này mẹ không ấy đâu, lấy túi ra cho mẹ thôi. Năm túi 20 ok chị nè. Đây rồi màu đỏ nữa nè. Ờ lấy ra đây. Rồi lại còn màu tím không? Đưa lên cho mẹ chứ thấy vậy sao mẹ ấy. Giỏi mẹ mới mua thẻ mẹ thưởng cho. Mới có 4 cái à, còn 1 cái nữa. Túi mini lấy nhiêu màu? Cái này em có. Kệ vô nó lấy đem ra đây. Nhanh đi, lo cãi lộn không hết giờ mẹ rồi. Đưa đây. Không phải là lấy màu gì nè, màu đen được không? Lấy túi màu đen được không mấy chị? Hết màu tím rồi nha. Túi 20 màu đen nè. Có bao nhiêu đó cũng đánh lộn nữa mệt quá.
Linh Lê ơi, túi 20 Thanh lấy màu nào cũng được nha. Vi nữa nè, Nguyễn Vi ơi, túi 20 Thanh lấy màu nào cũng được ha. Đó, Thanh còn màu hồng với màu đen nha. Túi 20 Thanh còn màu hồng, màu đen, màu đỏ. Màu hồng, màu đen, màu đỏ mấy chị. Rồi, ok nè, có 20 ngàn à, lấy đại đi. Màu nào cũng được, lấy đại đi. Dạ, có màu khác không em? Em có mấy màu đó, em lấy cho chị đủ mấy màu á. Mắc cười xỉu. Hơi dành lộn. Sai đứa dành lộn. Thấy chưa, dụ nó là mai mua thẻ cho nó nha. Rồi Vi Lê ơi, túi hồng 20, ok Phương Phạm nè. Vi Lê ơi, Vi Lê, em lấy đỏ hả? Chết cha, quăng cái đó ra mẹ rồi. Lấy màu đỏ cho mẹ đi Mi. Mi lấy màu đỏ cho mẹ đi. Lấy cho mẹ cái màu hồng nữa đi Mi ơi. Dạ em có nhiều loại lắm chị, mà giờ em không có lấy được. Mà giờ em không lấy được. Rồi bỏ ra đây cho mẹ. Bỏ xuống đây cho mẹ đi rồi. Cái túi 20 ngàn bỏ vô cái bọc cổ mẹ. Rồi lục bình tím nè, 20k màu màu hồng. Màu hồng. Rồi lấy màu hồng cho mẹ nữa đi. À. Rồi Lê Cảnh nè, hồng 20 nữa nè. Đây màu đỏ nữa nè mấy chị. Màu đỏ nè, túi mini cho bé nha. Rồi màu hồng, màu đỏ, màu đen mấy chị. Giờ Thanh còn hồng, đỏ, đen mấy chị ơi. Hồng, đỏ, đen. Mệt mấy chị, bữa nay like nguyên ngày. Mẹ ơi, còn một cam không? Màu vàng. Màu hồng, màu đỏ với màu hồng còn nhiều lắm hả. Đây màu vàng nữa nè mấy chị. Đó, màu hồng, màu đỏ, màu vàng, màu đen. Đó, màu đen nữa nè. Rồi cái túi nè mấy chị. Lấy cho mẹ ăn cái màu hồng đi. Có ba lô nhỏ cho bé, ba lô nhỏ cho bé có cái này nè. Rồi lục bình tím nè, đỏ nè. Túi đỏ. Đỏ 39 nè. Đỏ 49 chứ không phải 39 nha, Thanh nói lộn nha. Đỏ hồng vàng 10 cái rồi, ok chị. Cái túi đỏ này 49 ngàn nha, lục bình tím ơi. Thanh nói lộn nha, không phải 39 nha, 49 ngàn, ok không? Em chào chị Yến, đây, túi này còn màu đỏ, màu đen nè, màu vàng nữa nè. Rồi được rồi, Mi ra đừng lấy nữa con ơi. Còn màu hồng hết à, mai lấy. Được rồi. Rồi lục bình tím cái túi này 49 ngàn nha. Mẹ. Mai mấy giờ like hả? Ừ, cho con đó. Đây cái này 49 ngàn. Hôm bữa giao cho chị mà không bỏ bóp vô chị. Chị em quên mất tiêu chị ơi, cái đầu óc em nó khùng quá trời chị. Đầu óc em giờ 49 ngàn màu đen mấy chị. Màu đen 49 ngàn mấy chị, lên âm thanh là đen 49 nha, đen 49. Rồi chị nào lấy chút âm thanh luôn ha. Màu đen 49 ngàn. Rồi bắt đầu lên sổ mũi rồi mấy chị ơi. Si ơi, kêu ba lấy xe chạy đi mua cho mẹ lần thuốc sổ mũi nha con. Đây nè. Đó, cái này màu đen, xe màu đen nha. Hai bóp bé cô gái dạ. Rồi ngày mai em lấy, em lấy cho chị. Thuốc sổ mũi cho mẹ. Màu đen nè, màu đen 49 ngàn. Rồi Thanh bán cho mấy chị 49 ngàn, màu đen 49 nè. Rồi màu đỏ nè. Màu đỏ 49 ngàn nè. Mới bắt gặp like của chị hôm qua nay đó hả? Ồ, ồ chị bán rẻ lắm em. Ba lô bé trai không? Ba lô bé trai Thanh hết rồi. Giờ Thanh còn cái ba lô Thanh bán 20 ngàn nè. Đó, Thanh còn cái ba lô Thanh bán 20 ngàn thôi. 20 ngàn thôi, Thanh bán 10 ngàn mẹ cho rồi.
Đây còn ba cái 30.000 mấy chị, mua về cho bé quải đi nhõng nhảnh chơi mấy chị. Ba cái 30.000 thôi. Đây rồi cái túi nè. 49.000 màu đen. Đen 49.000 mấy chị, YXL. Đen 49 lên Niềm Thanh là đen 49 YXL. Rồi đen Gucci 49.000. À mấy chị lên Niềm Thanh là đen Gucci 49.000 mấy chị. Nhà mình có mấy mẫu treo cây mai bao lì xì. À bao lì xì hả chị? Bao lì xì không biết, em coi trong kho còn không nữa nè. Em có bán bông. Bông đó mấy chị, bông là một chậu 30.000 mấy chị. Đây đen đó mấy chị, đen YXL nha. Đây đen YXL 49.000. Rồi đen này đen Gucci 49.000 mấy chị. Để ra bông mấy chị ơi. Bông thanh sale cho mấy chị một chậu 30.000 thôi. Đó, một chậu 30.000 mấy chị về mấy chị bẻ bẻ ra, tại vì nó đè mấy chị đè. Đó, mấy chị về mấy chị bẻ bẻ ra là cái chậu nó xòe ra đẹp lắm nè. À, không, không có khóa kéo, túi hộp nha, túi hộp á. Đó, cái này chậu bông này 30.000 mấy chị. Bông này bông gì không biết luôn, mà nói chung là mấy chị lên Niềm Thanh là chậu trắng này 30.000. Chậu trắng 30 nè. Rồi. Đây chậu này, chậu gì không biết luôn. Nói chung Thanh bán bông với Thanh không biết bông mấy chị. Cái này cũng 30.000 luôn mấy chị. Mấy chị quất chục chậu về mấy chị chân chân vòng vòng cái nhà, vòng vòng cái bàn đó mấy chị, cho nó xôm hả mấy chị. Tết chân cho nó xôm. Nè nói chưa, một chậu có 30.000 thôi. Mấy chị quất cho Thanh 10 chậu đi. Mỗi một người 10 chậu vậy đó. Lấy 3 chậu nè. Hồng Phượng Trần nè. Đó cứ 1 chậu. Cứ 1 chậu là 3 chậu nè, rồi ok, 3 chậu 30.000 nè. Đó, rồi 3 chậu mai Thanh lấy cho. Rồi mấy chị lên Niềm Thanh là bông đi mấy chị. Bông là 1 chậu là 30 mấy chị. Đó, quá đẹp. Yên tâm đi em ơi, cái nào cũng đẹp hết. Nếu mà về mà nó bị ấy thì mấy chị bẻ bẻ ra, tại vì cái này mình về mình chưng á là mình bẻ ra cho nó xòe ra cho đẹp nha. Đó, mình về mình bẻ ra, mình sắp sắp nó lại vậy nè, tại vì cái này Thanh mình chưa có chưng á. Cho nên là nó vậy, mấy chị về mấy chị bẻ ra, mấy chị sửa, chỉnh sửa nó lại nha. Chỉnh sửa cho cái cây, cái lá này nó xòe ra nè. Đó, rất là đẹp luôn. Một chậu gì là 30. Nè, đủ luôn nha mấy chị, đủ loại bông luôn. Đó, mấy chị thấy đẹp chưa? Đó, một chậu gì 30.000. Đó, cái chậu này là cái chậu gì mấy chị ơi, mấy cái biệt thự á, nó hay trồng mấy cái này nè. Ở mấy chị nhà mấy chị có lan can á, mấy chị bỏ xung quanh, bỏ cái lan can nó đẹp nhất cái nách luôn mấy chị. Đó, bỏ vòng vòng cái lan can đẹp lắm luôn. Đó, bông lên sale cho mấy chị có 30.000 một chậu thôi. Quá trời rẻ luôn mấy chị. Trời ơi nó đau cái họng mấy chị ơi, mấy chị à. Đây, túi này sale 39.000 nè mấy chị. 39.000, 39.000 túi màu hồng. Mấy chị lên Niềm Thanh là hồng 39 nè. Hồng 39.000. Rồi cái này là hồng bạc nè, hồng bạc 39.000 nè. Rồi màu đỏ nè, đỏ 39.000 nè. Màu vàng nè 39.000 nè. Ôi mỗi tay mấy chị, mỗi tay. Lấy hoa hồng đỏ cho em rồi yên tâm chị lấy cho đẹp mà yên tâm đi. À thang dai áo ngực. Áo ngực cưng, lấy áo ngực này cưng bán nè cưng. Thang da đâu mất tiêu rồi. Thang da ơi. Đây áo ngực nè cưng, lấy áo ngực này cưng bán đi cưng, về cưng bán được nè. Áo ngực này là 35.000 nè cưng. 35.000 nè, áo ngực bàn tay nè, thanh sale 35.000. À, mấy chị lấy chút Thanh Thanh có 34 với 38 mấy chị. Đây nè cái áo ngực này cưng về cưng bán được, cưng bán lời một cái 10.000 thôi. Mình lời ít mình mà mình được, mình giữ mối lâu dài đó, đừng có ham bán lời nhiều. Như chị Thanh đó, chị Thanh bán biết sao mà khách thích chị Thanh không. Chị Thanh bán rất là rẻ, Thanh lời một cái nhiều khi có 1.000, 2.000 à. Nhưng mà Thanh đi được số lượng nhiều. Vàng lấy cho em vàng lấy cho em 2 chậu. Vàng lấy cho em 2 chậu.
màu vàng. Rồi ok Yến nè, hai chậu màu vàng rồi, ok em. Rồi mai chị lấy cho quần lót luôn, rồi để chị lấy quần lót cho. Bây giờ con lấy cái này đi, chị lấy cho cưng là mỗi một size vậy là ba cái, một nó có màu, chị lấy đủ màu cho cưng được không? Đó cái này nè, con về con bán 45.000, người ta bán á, người ta bán nhiều khi là 50.000 một cái. Người có người bán 50, mình bán 45.000 thôi. Mình lời ít nhưng mà mình giữ được mối, mà mình đi được số lượng nhiều. Mình bán lâu dài. Còn lời nhiều là người ta muôn lần ta chạy luôn á. Đó cho nên là Thanh bán đồ, cái quan niệm của Thanh là lời ít nhưng mà mình đi được số lượng nhiều. Đó mà người ta ủng hộ mình hoài. Đó, áo này là cưng về cũng bán được. Thì còn cái áo này á thì cái áo này thì nó áo này là 40 áo kia là chị Thanh tính cho cưng 34.000 đi. Chị giảm cho cưng được 1.000 nữa thôi. Đó, cái áo đó chị tính cho cưng 34.000. Còn cái áo này thì chị tính cho cưng là 42.000. Áo nâng nè, áo này là nó dày nha, áo này là mút dày nè. Đó, áo này thì chị Thanh tính cho cưng 44.000. Áo ngực em lấy 3 cái size 36. Lan thua hay 36? Hiện tại là Thanh 36, Thanh còn cái loại 45.000 được không? Hoa nhựa hay hoa giấy hả? Hoa ngựa hay hoa thật? Cái đó là hoa nhựa. Hai áo ngực size 38, ok Nguyễn Khiết nè. Đó, bây giờ là Thanh còn cái loại 36, Thanh còn loại 45.000 được không không? Lan Thu ơi. Hai cái 38 nè. Ok chị nè. Nguyễn Khiết nè, chị Nguyễn Khiết ơi, còn 3 cái lấy hết luôn đi chị. Ủng hộ em chị nha. Còn 3 cái lấy hết luôn đi cục vàng. Rồi đồ em chị nói người ta giao đi chưa? Trời ơi đơn, em nói áo su không rộng chị ơi. À áo su không rộng mà, áo su không rộng là giờ chị còn loại tốt. Đó, áo su không rộng là bây giờ chị còn cái loại này nè, 40 mấy ngàn. Áo su không rộng nè, cái này là người ta bán một cái 50-60 ngàn. Chị Thanh bán cho cưng là 49 ngàn. Ấy áo này là người ta bán một cái là 90-100 nè. Đó, 90-100, cái loại này loại nhất. Còn loại nhì là chị Thanh không có bán, cái loại nhì biết sao không? Ba cái áo ngực size 38, lấy cái loại 35.000 hay là loại 45.000 lục bình tím ơi. Lấy loại 35 hay là 45? Loại 45 là loại nâng ngực dày nha mấy chị, loại nâng ngực. Còn cái loại 35 là loại không có nâng ngực, mút hơi mỏng xíu cho mấy chị. Nha, loại 35 là cái mút hơi mỏng xíu, còn cái loại 45 là nó dày mà nó nâng ngực chứ mấy chị, nó nâng ngực nha. Đó, cái loại 45.000 nè. Lan Thu ơi, đâu rồi cục vàng ơi? Đó, cái này là loại 45 là nâng ngực nè. Mấy chị muốn lấy loại 45 hay là loại 35? Loại 35 là nó loại chốt cho em cái túi màu vàng. Cái túi màu vàng hả? Rồi ok nè, cái túi màu vàng nè. Còn cái 38 lấy em đi. Rồi ok nè, Nhã Hân nè, ok cục vàng nè. Ủa anh nói hồi anh đau hỏng thế mẹ luôn. K rồi ok nè. Mai Thảo có size 40 nha cưng. Có size 40 nha, có size 40. Ba cái áo ngực size 3, ba cái áo ngực size 38. Ba cái áo ngực xe 38 lục bình tím mà lấy có loại 35.000 phải không ta? Lục bình tím ơi, lấy loại 35.000 hay là loại 45.000 đây? Thanh không biết lấy cái nào nè. Ủa đâu rồi? Rồi cái túi hồng nè, 39.000 nè, hoa hồng nè. Loại 35 chị ơi, rồi ok em. Rồi ok lục bình nè. Rồi còn cái loại này là 50.000 mấy chị. Áo su nha, áo su hàng xịn luôn nha mấy chị. Áo su là 50.000 một cái nha, 50.000 một cái. Còn áo nâng ngực, áo nâng ngực là 45.000 mấy chị. Áo nâng ngực là 45.000. À, để Thanh gửi cho em đi. Rồi chị biết rồi.
45, 40. À, xu là không có 40 nha cưng. Size lớn nhất là có size 40 mấy đó cưng. Rồi cái áo ngực Thanh có size 34 nữa nè mấy chị. 35.000 Thanh có size 34 nữa nè nha. Áo ngực 35.000 Thanh có size 34 nữa. Rồi size 38 mấy chị. Size 38 chị nào lấy trước anh Thanh luôn ha. Áo ngực 35.000, 34, 38 gì cũng có hết trơn á. Áo ngực nâng, áo ngực không nâng gì mấy chị muốn lấy cái nào đó lấy. Size lớn nhất là size 40, 40 mấy luôn, Thanh không nhớ 4 mấy nữa. Không nhớ là 4 mấy nữa. Có quần lót nữa mấy chị. Nha, quần lót nữa mấy chị, quần lót Thanh sale cho mấy chị 195.000. Đây cái đôi này là size size 37 nè. Chị lấy em hai áo size lớn nhất. Với hai cái su 38. Ok Mai Thảo. Hai cái su 38 nè. Xu lớn nha, xu lớn là lớn nhất là size 38 á cưng ơi, xu là không có lớn. Lấy em cái xu 38 rồi ok em. Bọc đồ hết này. Rồi Mai Thảo ok chị biết rồi. Còn mấy bịch tắm trắng bán cho nó hết luôn mấy chị. Tắm trắng Thanh sale cho mấy chị nè. Một bịch 15.000 thôi mấy chị. Tắm trắng cho mấy chị ơi. Cái này Thanh còn ít, Thanh sale cho nó hết mấy chị, cho nó trống chỗ luôn. 15.000, 15.000. Chị nào lấy chốt cho Thanh luôn ha. Tắm trắng hồng xăm 15k. Hết hồn. Còn cái đôi giày này là đôi giày của bé gái nè mấy chị. Đôi giày này là size 36, 37. Tẩy tế bào chết có nha, body có nha Linh Lê ơi. Đây đôi này là size 37 của con nít nha mấy chị. Size 37 của con nít nha, Thanh sale đôi này 55.000 thôi mấy chị. 55.000, 55.000. Đó, đôi này sale 55.000, chị nào lấy chốt cầm Thanh luôn. Tắm trắng Thanh sale cho mấy chị luôn, có 15.000 một bịch thôi. Đây, tẩy tế bào chết nè. Tẩy tế bào chết chị Thanh sale 50.000. 50.000 nha, tẩy tế bào chết. Chị nào lấy chốt cầm Thanh luôn. Tẩy tế bào 50.000. Rồi thôi mấy chị ơi, Thanh xuống like nha. Ngày mai Thanh sẽ có nhân viên chốt đơn nha mấy chị. Rồi chai này 50 nè, tẩy tế bào chết nè. Nước tẩy trang hả? Nước tẩy trang là một đây lấy luôn. Sẵn có lấy luôn.
ok Linh Lê nè. Tẩy tế bào chết 50 mấy chị. Chị ơi cho em xem lại bên trong túi được không? Trời ơi chị quăng ra rồi. Túi hộp mà. Giờ sao ấy được? Đây tẩy trang nè. Tẩy trang là một chai 60 ngàn. Nước tẩy trang một chai 60 ngàn nha. Thanh có hai màu. Màu hồng với màu xanh. Đừng ăn nó con ơi, tối rồi. Nặng bụng á. Nặng bụng á. Đây một chai 60 ngàn nha. Nước tẩy trang. Cho em bự chản luôn. Một chai là 60. Thanh có màu hồng với màu xanh. Muốn lấy màu nào đó lấy. Có cái gì nữa ta? Màu xanh rồi ok. Màu xanh 60. Đây tẩy trang bỏ con. Thịt khoáng bỏ đây. Thịt khoáng bỏ đây. Thì giờ Thanh lấy không được rồi. Thịt khoáng bỏ đây hết rồi. Khoáng bỏ đây hết rồi nha. Hết rồi, hết thịt khoáng bỏ đây rồi. Thanh mệt mấy chị, nói chuyện hết lên rồi. Bữa nay là Thanh like từ sáng tới chiều tối luôn mấy chị. Thật dữ dằn luôn á. Đây bông tẩy trang mấy chị. Cái bông tẩy trang nè, sẵn rồi lên bông tẩy trang luôn đi. Đây bông tẩy trang nè, sale cho mấy chị luôn. Một bịch 35 ngàn. Bông tẩy trang 35 ngàn một bịch, 35 ngàn một bịch nha. Đó, sẵn rồi chơi luôn. 35 ngàn một bịch bông tẩy trang. Đây còn mấy cái quần xà lỏn mấy chị. Quần xà lỏn 25 ngàn mấy chị ơi, lỡ rồi. Đây 25 ngàn, 25 ngàn. Quần xà lỏn nam, cái này là túi sau mấy chị. Cái này là túi sau nha. Còn có, nó có hai túi trước nữa mấy chị. Đó, nó có hai túi trước nữa nè. Ủa anh anh này Susie ơi, Susie hỏi ba cái quần này ba mặc vừa không? Si Si à, đưa cái quần này cho ba thử ra, hỏi ba thử ba mặc quần này vừa không. Chắc không rồi. Đây quần này 25 ngàn mấy chị. Cái này chắc cỡ 65 kg đổ lại nha. Nhìn 65 kg. Rồi cái này 65 kg mấy chị. Con thấy y thịt cái quần này, y thịt của ngoại á. Mẹ lấy cái quần khác đi. Lấy quần khác đi hả? Ba quần mặt. Đây, quần đây y thịt ông về. Yêu lấy quần này cho ba nó hơn thử mặt vừa. Nó nói cái quần này y thịt quần của ông ngoại. Rồi, quần 25 ngàn con anh ấy. Nó chê quần ông ngoài. Đây còn mấy đôi này dép này sale mấy chị. Sale mấy chị ơi. Em muốn cái quần đi chị thôi. Ok mấy chị. Em muốn cái quần ấy nó mắc cười à. Thanh phải tranh thủ Thanh like mấy chị ơi. Chị ơi đơn hàng của em đơn hàng của em sao để đó kiếm thêm đã nha. Rồi ok em. Thanh tranh thủ 65 kg. Ừ cái này 65 kg là vừa đó. Nhỏ nói đúng mà. Mẹ cười, mẹ mắc cười, mẹ cười. Thanh tranh thủ like mấy chị. Năm nay chắc Thanh nghỉ Tết sớm á mấy chị. Tranh thủ like á. Hai quần ok chị Kim Cương nè. Quần này đẹp lắm mấy chị. Quần này người ta bán 35 ngàn. Thanh bán cho mấy chị có 25 ngàn thôi. Thanh bán có 25 ngàn một cái thôi. Đó quần 25 ngàn một cái mấy chị. Mấy chị tranh thủ mua đi. Đó, Thanh like năm nay. Thanh like chắc Thanh nghỉ sớm á chị. Like nghỉ Tết sớm mấy chị.
không có bán giống như năm ngoái. Rồi, cái đôi dép này là size 38, chị nào lấy Thanh bán rẻ cho. Đôi này 29.000 thôi. 29.000 size 38 nè. Size 38 29.000. Chị nào lấy chốt giùm Thanh luôn ha, 38 29k. Còn có đôi một à. Còn có đôi Thanh bán rẻ cho mấy chị. Xia lấy cho mẹ miếng giấy, mẹ hiện mũi nha con. Thấy mẹ không giới gì cười vậy. Rồi đôi này sale luôn mấy chị, 45.000 cho mấy chị nè. 38-29 ok nhã hơn nè. Nói cho mấy chị nghe nè, cái này vui lắm. Có mấy chị mà giống như là chuyên gia mua đồ mà bom hàng đó mấy chị, nhưng mà vô mua đồ có Thanh rồi là không ai bom được hết trơn á, tại vì người ta thương Thanh đó mấy chị. Nói bà nội nè, bà Thanh Lê nè, bà bán đồ dễ thương, cho nên là mấy thằng shipper nó nói nha, chị Thanh ơi, chị đừng có gửi hàng cho cái người này, cái người này chuyên gia bom hàng. Nhưng mà Thanh nói em cứ gửi cho chị đi, nhiều khi người ta bom mấy người chỗ kia nhưng mà chỗ chị người ta không bom thì sao. Như vậy đó mấy chị, khách đa số là thương Thanh, Thanh bán đồ Thanh thiệt tình lắm. Đây đôi này Thanh sale cho mấy chị nè, 45.000 thôi, size 38 mấy chị. À, đôi này size 38, hàng trung niên nha. Hàng trung niên Thanh sale cho mấy chị luôn, 45.000, Thanh còn size 38 với 40. Thanh còn 38 với 40 mấy chị. Còn hai size thôi. À, 38 với 40 Thanh sale cho mấy chị 45.000. Rồi mấy chị chốt giùm Thanh luôn ha, size 38 hoặc là size 40 nha mấy chị. Đôi này là size 40 nè. Đó, còn đôi này là size 38 nè. Còn hai đôi này là size nhỏ không à. Dép bít mỏ nam đi. Dép bít mỏ nam bây giờ Thanh còn cái loại hàng xịn nè. Hồi loại mà 100 mấy một đôi á. Chị ở Cần Thơ nha em, chị ở Cần Thơ nha. Ở đôi này Thanh còn size 38 với 40 thôi nha. Size 38-40. Dép bít mỏ nam Thanh có đồ dày á, dày sabo á. Dày sabo á, dày sabo Thanh còn loại dày mà giống như dày tây vậy đó. Còn đôi 100 mấy á, nhưng mà bây giờ Thanh lấy không được rồi, nó nằm ở trong kẹt rồi. Tối nay Thanh đóng cửa, Thanh không có bán á, cho nên là lấy không được. Dép chai hả? Dép chai số mấy? Đây cái này Thanh còn hai đôi mấy chị, Thanh bán rẻ 49.000 cho mấy chị luôn nè. Đó còn hai đôi 49.000. Ô là trời, cái đôi này nó đẹp mà mấy chị. Đó, đôi này size 36 nè mấy chị. Size 36 nha, đôi này Thanh sale 49.000. Thấy cưng chưa nè. Cái bè là ngày mai em gửi, là ngày mốt tới là chị có ngày một à, đi có ngày là tới rồi chị. Em gửi nhanh lắm mấy chị, được có được cái gì cho em đi hàng đây là nhanh cho mấy chị. Đó, đôi này là 49.000 size 36 mấy chị. Rồi Thanh có size 38 nữa nè. À, chai size 38 hả? Chai size 38 để chị coi còn đôi nào, nãy thấy ra còn đôi nào ta. Nằm đâu à? Đây đôi màu đen nè. À, đây cái đôi này size 38 màu đen nha, 49.000 mấy chị. Cái này là nữ nha, cái này là nữ nha. Màu đen size 38 nè. Chị gửi bên giao hàng tiết kiệm nha cưng. Rồi đen 38 nha, đen 38. Đôi đen là size 38 nha mấy chị. Rồi đen 38 nè, 49.000 chị Nguyễn Khiết nè. Chị dơ đó, nước mũi, cứt mũi, cứt mũi nè. Không, ba đi.
Nè, anh chị mệt với chị nè, rồi đem vô cho ba đi. Nghĩ đăng răng nha. Rồi Thanh hết rồi, đôi màu đen đó Thanh hết rồi, Linh Lê ơi. Đây Thanh còn đôi size 36 nè, màu trắng nè mấy chị, màu kem đó nha. Đó, đôi màu kem nè, còn một đôi mấy chị. Đôi này đẹp lắm luôn á, Thanh bán nhiều lắm mà còn có đôi một à. Đó, đôi màu kem size 36. Chú nãy giờ chú ăn cái gì? Hả miệng ra nhanh lên. Bé gái xe 31 đi hả? Ăn bữa rồi anh nha, anh lẹ đi không đôi là ba đè đó. Ba đè xuống ba đè đánh gần luôn. Dép cái là cái gì? Dép cái gì? Đây đôi này Thanh bán rẻ cho mấy chị luôn nè. Người nói gì vậy? Đôi này bán rẻ 39.000 thôi. Người nói dài gì? Dép gái. Dép cái hả? Ờ. Đôi này sale 39.000 mấy chị, size 40 nè. Mấy đôi này mấy chị đi nắng mẹ khỏi sợ bị nóng chân. Đây đôi này size 40 nha mấy chị. Thanh sale cho mấy chị 39.000. Mệt quá kìa, ba đi rồi kìa. Ta 40 39.000. Đây dép này sale 35.000 nè. Đó đôi này size 36 nè, sale cho mấy chị 35.000. Mẹ dính kem. Vô chùi đi, vô vẽ chùi đi, vô này vẽ chùi. Đây đôi này là xe sale 35.000 mấy chị, đôi này là size 36. Dơ nghe xu. Trời ơi nó lấy cái bàn chải ngăn ra đi, nó đứng đây chà nè. Rồi đem vô cho ba đi, nó đi mi. Mệt quá. Muốn mẹ đánh răng hay gì? Đánh hay là muốn ăn cây? Đây đôi này size 39 là 49.000. Dép bánh mì cao nha mấy chị, dép bánh mì này đế cao nha. Size 39 49.000 mấy chị. Ai hỏi thu là ai sao cái miệng mình thu thúi quá à. Nè đó, đôi size 39 49.000. Thanh có màu trắng với màu đen. Nha, màu trắng với màu đen. Size 39 49.000. Đánh dân siêu xịn so. Đánh hai cũng không. Có dép cài không hả? Dép cài là cái gì? Chị không hiểu. 38 là cưng hỏi có size 38 là đôi nhiêu tiền á Linh Lê ơi, đôi 39 35.000 hay là đôi 49.000? Ở đôi này là 49.000 nha, Thanh có size 39 là có màu đen với màu trắng. Màu đen với màu trắng nha. Rồi size 40 nè, màu hồng nè. Đôi 49 hả? 49 size 40 Thanh có màu hồng với màu trắng. 40 có màu hồng với màu trắng. 37 nè, size 37 Thanh có màu trắng. Thanh có màu trắng với màu đen nha mấy chị. Đó, đôi bánh mì 49.000 size 37 Thanh có màu trắng với màu đen nè. Đây nè, đẹp chưa? Đó, có màu trắng với màu đen size 37. Để Thanh coi 38 Thanh có màu gì. Đây 38 Thanh còn màu trắng với màu hồng nè cưng. 38 chị Thanh còn màu trắng với màu hồng, còn hai đôi. Đây 38 chị Thanh còn màu hồng với màu trắng nha. Lấy hai đôi luôn đi. 49.000 rẻ quá trời luôn. Người ta bán đôi 90%, Thanh bán có 49.000. Đây 38 chị Thanh còn hai đôi hai màu.
Rồi ok, lấy đôi hồng, lấy đôi trắng luôn đi. Trắng đẹp mà. Rồi ok em. Rồi còn một đôi màu trắng size 38 thôi. Đó, đôi màu trắng size 38 nè. Rồi, đôi cuối cùng mà anh xuống like mấy chị ơi. Đôi này là cuối like rồi, bán rẻ luôn, 35.000 cho mấy chị luôn. Đôi này size 38 nè. Đó, size 38 đôi này mang ở nhà đi chợ rồi mấy chị. Sale cho mấy chị đôi này 35.000. Lấy 39 màu đen ok em. Rồi đi ra mẹ sắp nè. Đó, nó ngã rồi, nó ngã rồi. Rồi 39 màu đen ok em. Rồi đôi nè 35.000 mấy chị, size 38 nè, còn một đôi cuối cùng nè. Đó, sale cho mấy chị 35.000 luôn. 37 49 ok Linh Lê. Đâu con sâu cắn nó miệng nó đi. Ừ, xung cái mỏ giống cái bà kia vậy đó. Rồi ok, 37 màu đen nè của Linh Lê nè. Rồi mấy chị lấy đôi nào nữa, mấy chị lấy thanh chốt luôn để em xuống like mấy chị. Phan Quỳnh Anh màu 38 thanh, còn một đôi màu trắng nha. 38 thanh còn có đôi. Ủa 38 lấy đôi này hả Phan Quỳnh Anh? Đôi 38 35.000 này phải không? Thấy không? Nè 38 thanh còn đôi này nè, 38 lấy đôi 38 38 đỏ 35.000. Rồi 38 đỏ 35.000. Rồi Phan Quỳnh Anh lên xuống đội giùm Thanh luôn. Lên xuống đội giùm Thanh để Thanh xuống like mấy chị. Phan Quỳnh Anh lên xuống đội giùm Thanh nè. Rồi lên xuống đội giùm Thanh đi ha. Ê quên, còn ta Việt Nam nữa nè. Đây Việt Nam 45.000 hả trời. Ai kêu con lì? Ủa khóc là con dán nó bò vô rồi. Ờ con khóc là ba nghĩ thương con luôn á. Đây đôi này trời ơi, thằng sale 45.000, cái đôi này đẹp quá trời đẹp mấy chị. Quá trời đẹp luôn nè. Đó, đẹp chưa? Đôi này Thanh có size bao nhiêu ta? Cái này Thanh có size size 40 mấy chị. Size 40, size 41, size 42, size 43. bốn mươi bốn mốt bốn hai bốn ba mấy chị ơi. Đó, cái này Thanh có 40 41 42 43 45 ngàn. Ồ, cái đôi này nó đẹp mấy chị nè, mấy chị nhìn nè. Ó đẹp chưa, hàng nút như mấy chị. Thanh sale cho mấy chị 45.000, 45.000 nha. Thanh có size 40 41 42 43 45 ngàn. Quá trời đẹp. 43 ok, 43 45k. Phan Quỳnh Anh nè, đôi mang mềm dữ lắm mấy chị, mềm lắm nha. Đôi 80.000 thanh sale cho mấy chị 45.000 thôi. Đó, 80.000 một đôi thanh sale cho mấy chị có 45.000. À rồi Nhã Hân nè, 37 màu trắng nè. Ồ. Đôi 43 nè, 45.000 nè, chốt cho Phan Quỳnh Anh nè. Rồi 41 là Như Ý Lê nè. 41 41 45.000 nè.
43 để chị coi còn 43 không. Còn 40. 40 với 41 à. 40, 41, 42 à. Rồi 40, 45k khang da nè. Cái đôi này nó mềm lắm nha. Thay Thảo ơi, chị lấy qua mẫu khác được không? Đôi này Thanh còn 42 à. Thanh còn 41, 42 nha. 41, 42 à mấy chị. Còn 41, 42 à. 41, 42 hết 40 rồi. Size 37 màu trắng. 37 màu trắng rồi. Thanh hết rồi, Thanh qua mẫu khác đi. Cái đôi này Thanh còn 41, 42 thôi nha. Còn 41, 42 hết 40 với 43 rồi. Đây Thanh qua mẫu này. Mẫu này cũng rất là đẹp luôn, 45.000 mấy chị. Ôi, nó đẹp nè mấy chị ơi. Có nha khang da, có nha. Đây, nó giống như cái đôi nãy nhưng mà nè mấy chị coi nè. Nó mềm nha. Nó mềm, nó rất là êm. Đó, đôi này nó giống đôi nãy nhưng mà nó không phải là cái hình cá sấu. Nè thấy chưa? Cái này bằng nút nha mấy chị, nếu bằng dáng là nó dỗm hơn, còn cái này bằng nút nha. 45.000, Thanh vẫn có số 40 tới 43. Chữ mấy chị lên giùm Thanh là mẫu chữ đi. Mẫu chữ cũng có size từ 40 tới 43 nha mấy chị. 40 tới 43, 45.000 luôn. Đó, Thanh có size từ 40 tới 43. Đó, mẫu chữ cũng 45.000. Mấy chị lên giùm Thanh luôn ha. Mẫu chữ nè, 45.000. Cái gì xì? Rồi, mẫu chữ nha mấy chị, mẫu chữ 45.000 luôn. À, Mai Thảo ơi, lấy mẫu này được con Mai Thảo. Mẫu này cũng đẹp nè cưng. Rồi mẫu chữ mấy chị lên hôm nay là mẫu chữ Thanh có 40 tới 43 nha. Mẫu chữ đen nè. Đó, mẫu chữ màu đen. Đó, mẫu chữ màu đen cũng 45.000 mấy chị. Cũng 45.000 luôn ha. Thanh cũng có xài. Đâu coi, mẫu chữ Thanh còn 43. 40. 40, 42, 43. Đây, mẫu chữ màu đen Thanh còn 40, 42, 43 nha mấy chị. Chữ đen. Lên hình Thanh là chữ đen 40, 42, 43. Cái này là chữ trắng, còn này là chữ đen. Rồi ok, chữ đen Mai Thảo. Đây, đôi này là dép kẹp, kẹp nam mấy chị. Đây, kẹp nam là size 4. Cái này Thanh có size 41 mấy chị. Thanh sale cho mấy chị luôn, 45.000 luôn. Trời ơi, cái đôi này nó đẹp mấy chị ơi. Si ơi, đợi mẹ với Si. Đó, đôi này là 45.000 luôn nè. Đôi này là hàng dẻo mấy chị. Mang cái này là chống trơn trượt, chống đứt, chống đồ luôn. Cái này mũ đút liền luôn nè. À, 45.000 đôi kẹp nha, đôi này là size 41 nè. 45.000 luôn kẹp nha mấy chị, kẹp. Đôi kẹp là size 41 nè. Hả? Mấy cái gì? Rồi size 40 nè, màu đen nè. Rồi size 42 nè, màu xanh nha, màu xanh Thanh có 41 với 42.
màu xanh đang có 41, 42 với 44 luôn nè. Đó, màu xanh đang có 3 size nha. 40, 41, 44. Màu đen này đang có 43 với 40. Nha, đồ kẹp nha mấy chị. Màu đen này đang có 43 với 40. 40 nè, kẹp nè. Kẹp đen. Rồi kẹp đen 43. Còn màu xanh thì đang có 44. 44 với 42. Với 41. Kẹp chị nào lấy chốt âm thanh nào kẹp nam nha mấy chị, kẹp nam. Rồi còn mấy đôi này nữa là. Đây đôi này size 42 nè. XL mấy chị. Ồ đẹp quá trời luôn, đôi này 49.000. Đôi này 120 mấy chị. 120 tên sale 49.000 cho mấy chị luôn nè. Hàng đu qua nha mấy chị. Ủa cái này hàng BH mấy chị. Hàng BH nha. Đôi này là size 42. Sale cho mấy chị 49.000, hàng này 120 mấy chị, 120 tên sale cho mấy chị 49.000. Cái này nó còn có một đôi một à. Còn có một đôi một mà sale cho mấy chị 49.000 luôn. Con dẹp cái trong tủ lạnh đi. Để mẹ coi bịch nhiêu tiền đó nè. Cất vô tủ lạnh cho mẹ đi. Rồi 49 nè, như ý lê nè. Buổi chiều đi. Rồi đôi TikTok nè. Đôi TikTok này size 41 mấy chị. Đôi TikTok này là hàng của Duwa mấy chị. Thanh sale luôn 49.000 cho mấy chị luôn. Đây hàng Duwa nè mấy chị. Hàng Duwa nha. Đó, thanh sale cho mấy chị 49.000 đôi TikTok. TikTok 49.000 luôn. Size 41, 42. TikTok thanh còn 2 đôi nha mấy chị. TikTok thanh còn 2 đôi 41 với 42 mấy chị. Đôi này thanh sale cho mấy chị 49.000 luôn. Mấy đôi này 120 không nè mấy chị. Mấy đôi này là 120 không á. Đó thanh sale cho mấy chị 49.000. Lại thanh còn có 1 đôi 2 đôi là thanh sale rẻ cho mấy chị luôn. Đây còn 1 đôi 41 với 1 đôi 42 TikTok nha. 2 đôi TikTok. Bốn mươi hai bốn chín ok nha, hứa nè. Rồi vậy là thanh còn có 1 đôi 41 nha. Rồi của hai miền Tây TikTok 41 nè. Rồi là thanh hết luôn mấy chị. TikTok thanh hết nha. Đây rồi đôi này 45.000 mấy chị. Đôi này là size 43 nè. Size 43 thanh sale cho mấy chị 45. Ê đừng có phá. Cái đó là đơ, giấy mẹ in đơn đó. Cái gì vậy? Có dép lê. Dép lê là có mai đi con. Rồi đôi này 45.000. Size 43 còn một đôi cuối cùng. Size 43 45.000. Mai Thảo ơi lấy đôi này luôn đi cưng. Còn một đôi cuối cùng nè, ngay size của cưng luôn nè. Ngay size cưng muốn mua luôn nè. 45.000. Còn một đôi cuối cùng. Rồi Na Lý nè, 43 45k nè. Đó, đôi này là còn có đôi cuối cùng thôi. Mấy chị ơi, chị nào mà mua chưa có đủ đơn á. Chị nào mà mua chưa đủ đơn thì ngày mai mua tiếp nha mấy chị. Nha. Sáng mai là thanh có nhân viên chốt đơn nha mấy chị. Đây cái đôi cá sấu nè. Cái đôi cá sấu còn 41 với 42 nè. Nga hứa với cô hai miền Tây lấy luôn đi. Trời ơi đôi này thanh bán có 45.000 nè. Đúng đẹp luôn. Đẹp nhất cái nách luôn á trời. Chứ không phải nó đẹp thường nữa. Đó đôi này thanh còn 41, 42 nè. Đúng ngay size của hai cục vàng luôn nè. À, Nga hứa lấy 1 đôi với cô hai miền Tây lấy 1 đôi đi. Đẹp chưa? À, đôi này thanh còn 41, 42 cá sấu nè. Cá
sấu nha, cá sấu, cá sấu 41, cá sấu 42, 45.000, đôi này bán 45.000 luôn. Đó, đôi này là đôi 90-95.000. Bán có 45.000 luôn đó mấy chị, còn hai đôi đó ngay size của hai cục vàng luôn. Giữ đơn giùm em đây nữa hả? Đủ đơn rồi cưng. Trời ơi trời, cổ này nhà chị á là chị ơi, đơn em để nhiều rồi chị biết rồi. Dạ em chào chị Thanh Nguyên. Biết sao giờ tụi đây tới Tết là đơn nhà chị. Đây chị cho em coi sơ sơ thôi nha. Chị cho em coi sơ sơ nè, đó coi cái nhà chị nè. Đó em thấy coi cái nhà chị nè, đó còn chỗ để đi không? Không còn chỗ để đi nào là đơn. Đó. Đó em coi nè, bích bùng hết trơn cái nhà chị nè, hết đó. Đơn mà chị chứa vậy nè, đó em thấy không? Nè. Đó. Biết sao cỡ này tới Tết là đồ nó bị quá tải. Đồ nó bị quá tải, nhà Thanh là không còn chỗ chứa luôn mấy chị. Đơn mà Thanh chốt không kịp mà khách còn hỏi luôn á. Khách nói là trời ơi mua 5 ngày rồi mà còn chưa chốt nữa. Rồi cái này còn size 42 chữ nè. Chữ Thanh còn 40-42 nha. Chữ Thanh còn 40-42, chị nào lấy chốt Thanh luôn 45.000 luôn. 45.000 chị Thanh Nguyên. Mua dép đi chị. Mua dép đi chị yêu. Đây đôi này nam nha. Size Thanh còn 42 nè. 40 nè. Chữ chị nào lấy chốt âm thanh luôn. Chữ chữ chữ. Nhưng có ai đôi dép bánh mì không gửi luôn. Dạ cái đó là em đi trước hai đôi bánh mì là đi sẽ gửi sau á. Có dép bé không hả? Em có đôi dép không? Có nha nha Hứa ơi. Có dép bé không Thanh? Dạ dép bé có nè chị. Chị dép bé em có 3 đôi nè, em sale 45.000 nè. Đó dép bé nè, 3 đôi nè em sale 45.000. Ở đôi này size 32 nè, 45.000 cái cưng món đó chị. Đôi dép cái cưng dữ lắm luôn. Đó, con thỏ nè. Đó, size 42, ấy size 32. Size 32 nha. Xuống mi soạn đồ chứ con. 45.000 size 32 nè. Size 32, 45.000, size 33, 45.000. Rồi size 31, size 31, 45.000. Này còn 3 đôi. Này là đôi 80.000, 70.000, Thanh sale 45.000 luôn. Còn 3 đôi. Đây đôi này xả của khách luôn đi. Đôi này khách mua có 1 đôi xả luôn. Đây đôi này. Đôi này Thanh sale cho mấy chị luôn 39.000 luôn nè. Đôi này size 40 mấy chị. Size 40 sale cho mấy chị 39.000. Size 35 hả? Size 35. Trời ơi size 35 ngày mai em lấy được không chị? Size 35 giờ em không có nằm đây rồi. Rồi đôi này là size 40 mấy chị, sale cho mấy chị 39.000. Đôi này là 55.000, Thanh sale 39.000 nè. Rồi ok Na Lý nè. Đó, còn đôi cái đôi này là khách mua có 1 đôi một rồi thôi Thanh xả luôn đi. Không có bán đâu, có 1 đôi thì đi đơn cái gì. Tay kẹp Thanh còn 2 đôi nè. Thanh còn 2 đôi kẹp mấy chị. 49.000 đôi bánh mì kẹp size 37 nè. Đó, đôi kẹp bánh mì nè. Rồi Út Liên nè, cá sấu nè. Đâu rồi? Cá sấu 41. 45k, ok Út Liên nè. Ủa đồ cá sấu này đẹp lắm đó, mà kêu mấy chị không mua. Mấy chị về mấy chị thấy đẹp rồi mấy chị khoái. Thanh bán đồ là cái quan điểm của Thanh là bán đồ là cho khách ghiền mấy chị. Đó, Thanh bán đồ là cái quan điểm của Thanh là cho khách mua là khách bị ghiền mình thôi. Đôi này size 36 nè. Ê, size 37 với lộn, size 37 nha, 49.000. Đôi kẹp, mấy chị kẹp bánh mì.
Chị nào lấy chốt anh luôn ha, 49.000 đôi này size 30, size 37 nha. 37 49.000. Rồi đôi này là size 30. Size 30 36. Đôi này size 36 được kẹp luôn nha mấy chị, size 36 49.000. Đây còn cái tay này Thanh bán sale lỗ cho mấy chị luôn nè. Cái tay này là Thanh sale cho mấy chị 35.000 luôn nè mấy chị. Đó, cái này Thanh sale 35.000 luôn nè mấy chị. Hàng này là không có bị lỗi nha mấy chị, Thanh bao mấy chị luôn nha. Đó, Thanh bán rẻ cho mấy chị 35.000. Cái tay này bán rẻ luôn, bán rẻ cho mấy chị luôn, Thanh thu hồi vốn luôn. Đây size 40 35.000. Đó, đôi này là 70.000 đó mấy chị, Thanh sale cho mấy chị 35.000, Thanh giảm 50% cho mấy chị luôn nè. Đó, đôi này đẹp chưa? Size 40 35.000, nó cũng là dép giống như bánh mì vậy mấy chị. Đây 40 35.000. Mấy chị lên giùm Thanh là 40 35k. Đó, thay vì Thanh bán 39.000 thôi, Thanh bán 35.000 cho mấy chị luôn. Đó, bán lỗ 4.000 luôn đó mấy chị. Bây giờ kẹt tiền quá, cuối năm rồi bây giờ lo trả nợ cho nên là bán lấy tiền trả nợ mấy chị. Rồi đôi này size 38 nè, size 38 nha. 38 35.000. 39 35.000. Rồi 37 màu đen nè. Rồi 36 nè, màu đen anh có 36 37 39. Đen 36 37 39. Rồi màu trắng anh có 36. Ấy màu xanh anh có 36 với 40. À, đen 39, rồi đen 39 35k nè, ok em nè. Đó, đen 39, cái này là Thanh bán, Thanh bán lỗ luôn mấy chị, Thanh bán lỗ 4.000 đó mấy chị. Rồi, rồi đôi màu xanh nè. 39 35 Thanh hết anh nhanh Ngô ơi, 39 35 Thanh lấy màu khác được không? 38 là màu hồng nè. Đó, 39 Thanh lấy màu khác được không? Đây còn nè. Còn để Thanh coi cái này còn 39 không? Dép lê hả? Dép lê thôi, bữa khác em ơi. Giờ chị 39 Thanh còn màu này được không? 39 Thanh còn màu xanh được không nhanh Ngô ơi? Đây 39 Thanh còn màu xanh nè. Màu xanh 39 nè. Màu xanh 39, màu xanh 36. 35.000 mấy chị. Rồi màu đen size 40. Màu đen size 40. Màu xanh size 40. Rồi ok vậy lấy 39 nè cho nhanh Ngô nha, màu xanh nè. Đó, anh bán 35.000, anh cũng đứt từng đoạn ruột đó mấy chị. Đứt từng đoạn ruột không có giỡn đâu mấy chị. Cuối năm là thời điểm nợ nó dí đó mấy chị. Rồi size 40 nè. Một đen 40 luôn nè. Ok nhanh Ngô nè. Dép này mang biết chừng nào cũng đứt mấy chị. Rồi đen 40 nè. Rồi Thanh còn màu xanh 40 mấy chị. Xanh 40 39.000. Rồi màu xanh size 36 nè, 35.000 chứ lộn, 35.000 Thanh nói lộn, bán quen cái miệng rồi giờ nói. Rồi màu hồng size 37, mấy cái này mấy chị mua cho con mình mang được. Size 37 màu hồng nè. Rồi size 38 màu hồng nè, 38 màu hồng. Rồi 36 màu đen nè. Rồi 37 màu đen nè. Đó, Thanh sale cho mấy chị. My ơi, đừng có phá con. Con mang không có vừa, thử thử cái gì. Nói liền, mi nó liền không. Cãi, cứ cãi lời, thích cãi lời à. Đưa đây lẹ lên, đưa đây mày bỏ vô cho. Lẹ đi mẹ, bán lẹ đi, lần đi ngủ nè. Đó, 35.000 mấy chị ơi, 35.000. Đây, cái đôi này mang toilet đi mấy chị. Đôi này Thanh sale luôn. Đây đôi này Thanh sale cho mấy chị 45.000. Đây. Hàng 70.000 mấy chị, 70.000 sale cho mấy chị 45.000 dép toilet mấy chị. Dép toilet, dép lỗ nè. Đôi này là size 44 luôn nè mấy chị. 44 Thanh còn 40 với 44 nha mấy chị. Thanh còn hai đôi size 40 với size 44 dép toilet. Mang nó không có bị động nước mấy chị.
Cái này anh còn 2 đôi. 40 với 44. Anh theo cho mấy chị luôn, 45.000 vest toilet 45.000. Đây còn cái đôi này là mấy chị nào mà thích mang dép cao á, mà đi chợ đồ á, đi chợ đồ không có bị sợ bị bé cao cao xíu nè. Cái này thanh sale luôn. 40-45 nè, ok em nè. Đó rồi, vậy là thanh còn đôi số 44 nha. Đây đôi này. Đó, đôi này mấy người mà mấy cô trung niên rồi rất là thích. Đó, đôi này size 37 mấy chị. Trời ơi trời, 45.000 mấy chị ơi. Mấy chị mua đôi này ngoài chợ 70.000 á mấy chị. Đó, thanh sale cho mấy chị luôn. 45.000, đôi này size 37 mấy chị. Size 37 45.000 mấy chị lên hình thanh là 37 45. Rồi 37 45 nè. Rồi 39 45 nè. 40 45 nè. Rồi 38 45 nè. Đó mấy chị lấy đồ nào mấy chị lên hình thanh luôn. Đôi này là size 38 nè, 45.000 nè. Rồi 40 nè, 45.000 nè. Rồi size 39 nè, 45.000 nè. Rồi size 37 nè, 45.000. Ở đôi này bán 45.000 luôn. Đế cao, dép mũ đế cao mấy chị. Đây còn tay này nữa là xuống like nha mấy chị, tay cuối cùng nè. Đây cái này còn một tay sụt mấy chị, sụt từ đây. Đây đôi này thanh sale cho mấy chị luôn, 45.000 luôn mấy chị. À, bữa hổm thanh bán 55.000. Bữa hổm bán 55.000, bây giờ thanh bán cho mấy chị 45.000 luôn. Đôi này đôi sụt nha mấy chị. Sụt mà nhìn nó đẹp chưa mấy chị, y như là cái đôi dép da vậy đó. Ừ. À, đôi này size 39 nè mấy chị. Sale cho mấy chị 45.000, hàng dẻo nha. À, 45.000 chị nào lấy chốt cùng thanh luôn ha, 39 45. Rồi thôi thôi còn ít người, nó còn có 10 người thôi, thanh xuống like mấy chị ơi. Đây 39 45 nè. Sụt nha, sụt lên thanh là sụt. Rồi 36 45 nè. 40 nè, 45 nè. Rồi ok em, rồi 38 màu đen nè, 45 nè. Rồi 37 nè, 45 nè. Đó rồi thôi thanh đi xuống like đây, thanh đi ngủ đây. Rồi bye bye mấy chị nha, mai lại tiếp. Thanh chào mấy cục vàng nha.